chắc mọi người đã quen thuộc với cái âm thanh này rồi đúng không? Vâng, ngoài chuyện chúng ta đi học, đi làm, đi chơi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, rồi có những bộn bề riêng, thì cái âm thanh vừa rồi nó là gợi nhắc cho chúng ta một phần thú vị trong cuộc sống. Đó là gì? Vâng, chào mừng các bạn đã tới với chuyên mục Bạn muốn hẹn hò cùng Kitan Tarot Channel. Thì đó, thì lý do tại sao Kit có một cái sound, cái âm thanh tin nhắn nó quá gần gũi với chúng ta đi. Cho nên là cái trải bài của ngày hôm nay Kit sẽ xin vào đề luôn cái chủ đề mang tên là đối tượng mà bạn sẽ hẹn hò sắp tới như thế nào. Và Kit cũng tò mò lắm luôn, hồi hộp. Tự nhiên cái trải bài đến cái chủ đề này tuyển cái hồi nãy nha, trời rất là nắng. Dự định của Kit là quay một cái video mà ánh sáng mà nó nắng nó chiếu vô lung linh muôn hoa vàng. Kit tưởng tượng là Kit đang ngồi đây rồi có cái khe nắng nó chiếu xuống mặt Kit. Cái giờ trời mưa mát, rồi cái đen thui, trời xám xịt, giờ ánh sáng cũng ảm đạm luôn. Không lẽ cái cuộc hẹn hò này trong buổi chiều mưa? Thôi kệ đi. Sao cũng được, này là trải bài timeless mà. Thì nói chung là bất cứ lúc nào các bạn ghé vào video này thì mình cùng nhận thông điệp ngay cái thời điểm đó thôi. Ok, cái chủ đề bạn muốn ngày hôm nay đó, thì Kit sẽ cùng với mọi người khám phá cái đối tượng mà sắp tới chúng ta gặp gỡ nó như thế nào. Thì nói chung là đối tượng hẹn hò thôi, mình đâu có biết rằng là kiểu giống như là nó ô về, nó vĩ mô, hay là nó tới một cái hành trình gì đó nó quá hoàn hảo đâu. Thì nó là một phần trong cuộc sống mà, nó như là mọi ngày mà, cho nên mình cứ đón nhận thông điệp một cách cởi mở, tích cực nhất và vui vẻ nhất. Cũng kiểu giống như là mình check đối tượng nó xem sao rồi hợp lý thì mình vô, đúng không mọi người? Ok, thế thì bây giờ Kit sẽ cho mọi người chọn tụ bài nhé. Nhưng mà khát nước quá, để uống miếng trà sữa đã. À, đúng rồi, cảm ơn mọi người vừa qua đã luôn ủng hộ cho channel của Kit, mọi tình cảm đóng góp và donate của mọi người Kit nhận được hết luôn á. Uống miếng nè. Quên nhắc tới cái vụ đồ này mới nhớ. Thì trên cái tình cảm của mọi người hôm nay á, cho nên Kit có một cái bộ bài mới, cái unbox luôn. Thật ra bộ bài mới đối với kênh của mình thôi, chứ thật ra cái bộ này thật ra Kit mua used bài cũ rồi, second hand thôi. Nhưng mà tại vì Kit là một cái người hoài cổ mọi người, cho nên là mọi lúc mà có những cái bộ mà nó discontinue, nó ngưng sản xuất rồi, nó có phiên bản giới hạn thôi. Thì hiện tại bộ này cũng khoảng được mấy năm rồi đó, giờ đâu bán nữa đâu. Thì chắc cũng bán mà cũng không có chỗ nào nhập về, hoặc là không có, ý là ngưng sản xuất rồi. Mà cũng thôi nói nhiều quá, nó lâu rồi nó xàm. Thì nói chung bộ bài này nó hơi cũ, tại vì do chủ trước người ta xài rồi, cho nên Kit order được thì bên nước ngoài cũng mừng, chứ Việt Nam không thấy bán, tức ghê. Ok, Kit cho mọi người xem sơ sơ nha. Cái bộ bài này là Leonardo da Vinci Tarot nha mọi người. Cái artwork của bộ này là kiểu mô phỏng theo cái cách vẽ, cái cách hội họa của thiên tài Leonardo da Vinci. Đây, đây là cái lá bài của chúng ta. Bài thật ra là nó vẫn còn condition khá là ổn, có vẻ như là cái chủ trước là họ kiểu giống như là không quan tâm, họ không có trải bài á, họ để cái hộp ở bên ngoài, xong rồi sương gió muối mù á, nó làm cho cái bộ bài nó hơi bương xíu, giống như là cuộc đời của mỗi chúng ta cũng luôn trải qua những giai đoạn giông ba bão tố mọi người ha. Ẩn dụ thế thôi. Ok, còn đây là hình ảnh artwork có những lá bài, mọi người thấy không? Nó rất là đồng điệu, rất là đồng bộ chung một concept. Cái tổng thể của cái màu sắc của cái bộ bài này á, nó sẽ nghiêng hướng là màu gam, gam lạnh, gam trung tính nhiều hơn, tại vì nó là sắc kem, ngã kem nha, off white, chứ nó không phải là màu trắng nữa. Off white, màu xanh lá, nhưng mà nó đậm nha, nó khá đậm. Màu xám, rồi nói chung những mảng màu tối, cho nên là Kit vẫn thấy nó trung tính nhiều hơn. Ok, thì đó là lý do Kit sẽ sử dụng cái bộ bài này để trả cho mọi người cho ngày hôm nay. Và ngoài ra thì Kit lại có một cái bộ bài khác nữa, Kit để sẵn rồi. Đó là bộ bài Lenormand bé mèo. Bộ bài này thì không có trung tính nha, nó quá nổi bật luôn, sáng tối các kiểu luôn nè. Ok rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ Kit sẽ cho mọi người chọn tụ ha.
vì cái bộ bài của hôm nay nó cũng hơi màu sắc, nó hơi tối, nó trung tính đó, cho nên Kiss sẽ cho mọi người chọn tụ bài thông qua kỳ hết á, mỗi lần chọn bài là ho. Mà người ta nói thường là mình làm cái gì á, mà đi đâu, ví dụ như đám cưới nè, rồi mình mở hàng hay là mình mở một cái tiệm ăn, hoặc là mới khai trương mà trời mưa nó rất là tốt hay sao mọi người. Mưa nó tốt cho nên mà trải bài nên mà trời mưa nó chắc cũng trộm vía nha. Ok, đây là hình ảnh Kit vẽ nha, Kit nhắc lại Kit vẽ hết. Đây, Kit đã dành một khoảng thời gian để Kit vẽ những cái hình ảnh cho trải bài, cho nên Kit hy vọng mọi người đón nhận một cách cởi mở nhất nha. Đây, mọi người, đây sẽ là hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay, vì cái chủ đề mang tên là đối tượng mà mình sẽ hẹn hò mà. Trời, có cục mụn ở đây. Đối tượng mình sẽ hẹn hò mà, cho nên Kit đã để cái hình ảnh của ba con người ở trên đây ha. Nhạc hơi to. Đây, bây giờ nha, từ trái sang phải của mọi người nhé. Đây là tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba. Rồi, ba cái nhân vật kết vẽ trông khá là manga ha. Rồi, bây giờ mọi người nè, hãy nhìn cái hình ảnh mà mọi người cảm thấy bị thu hút nhất. Các bạn cảm thấy là sẽ có thông điệp dành cho mình. Các bạn cảm thấy rằng là sẽ có một cái đối tượng nào đó ở trong cái trải bài này, là tôi phải lắng nghe nó. Còn không thì bây giờ mọi người thế này nha, nhắm mắt lại. Trong vòng 5 giây, nghĩ về cái đời sống độc thân của mọi người ngay lúc này nhé. Rồi, sau đó mọi người hãy mở mắt ra đi. Ok, bây giờ cái hình ảnh nào nó đập vào mắt mọi người nhất thì chúng ta hãy lắng nghe thông điệp ở tụ bài đó. Và nhớ nhé, đây là thông điệp chung dành cho tất cả mọi người, cho nên chúng ta hãy lắng nghe một cách có chọn lọc và tích cực, cởi mở nhất nha. Còn không thì vừa nghe vừa ngủ cũng được. Kiss xin giới thiệu lại tụ thứ nhất với hình ảnh của một cô gái rất là trông rất là bí ẩn nha. Kiss thấy giống Rosé ha. Có một cái mái tóc mà đen tuyền và một cái trang phục là một chiếc đầm hay là một chiếc áo hai vai một cách rất là giản dị, nhưng mà rất là emo ha, và cũng khá là bí ẩn luôn. Rồi tụ thứ hai á sẽ là hình ảnh một cô gái là punk rock, hoặc mặt cũng không punk gì, tại vì cái này cái gì ta, cái đó hoa màu đỏ đỏ này nó trông cũng màu mè ha. Hoa Kit gọi là E2K girl đi. Ok, vậy là tụ thứ nhất sẽ là Dark Girl hoặc là Dark Rose. Tụ thứ nhất cô gái này tên là Dark Rose. Tụ thứ hai sẽ là E2K girl. Và tụ thứ ba sẽ là một cô gái tóc cam, xoắn nhẹ, xù mì chút xíu, và nổi bật với một cái hình ảnh một chiếc đầm, có một cái vật trang trí màu hồng nhẹ nhẹ ở đây. Kit gọi là Chilling Girl. Ok, tụ thứ nhất Dark Rose Girl, tụ thứ hai E2K Girl, tụ thứ ba Chilling Girl, Bing Chilling. Rồi mọi người, nếu mà ai chọn tụ nào á thì mọi người nhớ comment nha. Tụ thứ nhất á thì mọi người comment cái hình nào đó màu đen đi. Rồi ha, vậy đi. Rồi tụ thứ hai á, mọi người comment hình nào đó màu xanh nước biển, xanh dương gì đó. Rồi ai mà chọn tụ ba thì hãy comment cái icon là màu cam là được ha mọi người. Ok rồi, bây giờ Kiss xin bắt đầu vào trải bài nha. Trời, hình vẽ đẹp không dám hổng nở bỏ xuống luôn á. Đẹp ghê trời, hình vẽ sống động quá. Giờ này mood lên cho nên vẽ. Yeah. Ok. Rồi Kit vào trả bài đây. Kit cảm ơn mọi người vừa qua đã luôn ủng hộ cho Kit. Mọi tình cảm đóng góp của mọi người Kit đều nhận được hết, và mỗi cái comment nhận được luôn tóc xù quá. Thì hôm nay tha thứ cho Kit vì chắc phải đi làm tóc lại. Ok, thì bây giờ Kit sẽ cùng mọi người vào trải bài. Và trước tiên thì nếu mọi người yêu thích kênh Kitoan Tarot Channel, mọi người có thể donate cho Kit qua các tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Ngoài ra thì mọi người có thể like và share cái video này để tỷ lệ được YouTube push cái video này tới đông đảo người xem hơn nhé. Ok, bây giờ click một click, chúng ta cùng vào tụ thứ nhất. Hello các bạn yêu ở tụ thứ nhất. Bây giờ Kit sẽ cho mọi người cùng review lại cái hình ảnh mà mọi người đã chọn ha. Rồi, đây là tụ 1. Các bạn đã chọn hình ảnh của Dark Girl, Dark Rose. Rồi, tụ 1 nè. Ok.
Và cái chủ đề của ngày hôm nay sẽ là cái đối tượng bạn sẽ hẹn hò sắp tới như thế nào. Trời ước gì trời nắng xíu. Tiếc quá. Ok, rồi đúng là dark girl luôn, hẹn với tụi một. Trời ơi, vậy sao mình không đặt là sunny girl hay là sunshine girl trong tụ đầu tiên để cho trời nắng đẹp. Tự nhiên đặt cái dark rose girl vô tụ quất một cái tụ một cái trời đen thui. Who knows, không biết được. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng vào trải bài nhé. Rồi, bây giờ ha. Bây giờ không biết là cách trải bài nó như thế nào đây. Khi sẽ sẵn sàng rồi. Bây giờ thế này nè. Khi sẽ đầu tiên là khi muốn xem thử cái năng lượng của bạn sắp tới. Chứ khi không có check hiện tại nữa đâu. Khi sẽ check cái năng lượng của bạn sắp tới trong cái giai đoạn mà bạn sẽ hẹn hò với cái đối tượng nào đó ha. Thì để xem cái năng lượng lúc đó của bạn như thế nào. Chứ không phải ngay lúc này nha. Năng lượng trong cái thời điểm ở tương lai ha. Rồi hoặc là nếu mà đang có đối tượng hẹn hò rồi thì coi như mình tính vô thời điểm tùy vào cái năng lượng của mọi người nhé. Ok, để check năng lượng thì Kiss sẽ sử dụng bộ tarot mới này với ba lá bài ha. Ok, năng lượng của các bạn ở tụ thứ nhất trong cái giai đoạn mà sắp tới, khi mà các bạn có cái đối tượng để các bạn hẹn hò tinh tinh á, thì năng lượng của các bạn lúc đó như thế nào, tụ một nhé. Ui, trời dữ dội luôn. Nói ba lá ra đúng ba lá trên tay luôn. Ok, kết lực từ từ nha. Bí mật trời tụ. Ok, một cái lá này là The Fool. Ui, năng lượng là The Fool luôn. Hay dữ vậy. The Fool cứ đặt ở đây. Năng lượng thứ hai tiếp theo sẽ là chính kiếm. Chính kiếm nha. Rồi, cái năng lượng tiếp theo của chúng ta sẽ là cái hình này nhạy cảm cho nên là Kit sẽ che lại một xu. Một xu nha mọi người. Ok, một xu. Thôi cầm lên đi, chứ để đây xoay qua xem lại bị gãy cổ luôn chứ. Trời ơi, cái lá này chịu khó cái che lại. Với cái năng lượng sắp tới của các bạn ngay lúc đó là kiểu chán quá rồi. Chỉ nghe được một câu là tôi chán quá, tôi không có muốn cuộc sống buồn tẻ nữa, nhạt như nước ốc. Cái năng lượng lúc đó của mọi người cảm thấy là khá là buồn chán, độc, hơi bị cô độc trong cái hành trình độc thân của mình. Thực ra khi có nghe được rằng á, 70% các bạn sẽ là độc thân, nhưng mà 30% các bạn sẽ là không hẳn là độc thân nhưng mà lại muốn tìm tòi khám phá những điều thú vị hơn, những con người thú vị hơn. Hoặc là các bạn đang trong một cái tương tác tình cảm mà các bạn cảm thấy rằng là lâu ngày quá rồi, nó lâu năm quá rồi. Hoặc là nó cũng đã tới lúc mà kiểu giống như là mọi người hiểu không, mình nấu cơm thì mình để khoảng 3 ngày thôi, trời chứ tới 3 ngày đâu, để khoảng 1 ngày, 2 ngày thôi là nó cũng đã muốn oi theo rồi. Nói chi mà tình cảm lâu năm nó ủ mà kiểu như là, nếu mà tình cảm lâu năm thì cái phương diện là mọi người yêu thương nhau quá mà lúc nào cũng còn nhiều lửa thì rất là tuyệt vời nha. Nhưng mà khi đang đề cập tới với nồi cơm, một phép ẩn dụ kiểu giống như là mọi người cảm thấy cái tương tác đó nó đã quá lối mòn rồi, nó không còn gì để cho mọi người cảm thấy là thôi lượt qua. Rồi mình nói lại tới với 70% còn lại của các bạn ở tuổi thứ nhất. Các bạn sẽ kiểu giống như là tôi chán, tôi muốn cuộc đời mình nó thú vị, nó bùng nổ hơn. Đó là lý do tại sao mà Kit có cái lá là The Fool ở đây. Các bạn cảm thấy rằng là mình cần phải chạy thoát khỏi cái chính kiếm này. Tại vì cái chính kiếm này nó làm cho mọi người cảm thấy
Cuộc sống mình nó chỉ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đi học, đi làm, đi về, đi ăn, đi chơi, đi học, đi làm, đi về, đi chơi. Nó không có một cái sự rung động nào, hoặc là một cái sự thú vị, không có một cái sự trò chuyện nào đặc biệt. Thì đó là lý do là sao các bạn sẽ có một cái lá là một xu ở đây, và các bạn sẽ quyết định đầu tư hơn cho cái đời sống cá nhân của mình, cái đời sống nội tại của các bạn. Ngay lúc đó các bạn muốn gọi là thử cho một cơ hội, mình gieo duyên thử như sao để xem thử cái tình huống nó như thế nào, để xem thử rằng là cuộc đời của mình, cuộc sống của mình nó có gọi là nó refresh hơn không nha. Cái năng lượng lúc đó của các bạn sẽ là một cái năng lượng kết nối trước nha, nó không phải là cái kiểu mà gọi là healing, hoặc là cái kiểu tâm trạng mà gọi là đang bước qua một cái câu chuyện tình cảm mà đem lại cho các bạn những cái đau thương hay là những cái vết thương lòng đâu. Cái năng lượng ngay lúc đó chỉ cảm thấy là các bạn muốn tô điểm mặn mà hơn, cho một chút cái màu sắc nhiều hơn cho cái đời sống nó hơi lẻ bóng của mình, chứ không, các bạn không có một cái tâm trạng nào nó quá nặng nề cả. Chỉ là nó hơi chán và nó hơi nhạt, cho nên mọi người quyết định bạn muốn hẹn hò. Đó là năng lượng kia thấy được ông ngoài ba là cái lá tarot này, trong cái thời điểm mà các bạn muốn hẹn hò sắp tới. Vậy thì bây giờ là cái sẽ xem thêm cho mọi người một lá nữa đi ha, rồi về năng lượng của các bạn ngay lúc đó đi, toàn bộ oracle này. Ôi trời, hôm nay sẽ mưa. Còn nếu mà mọi người nghe cái trả bài này trong cái buổi chiều mưa thì khá là chill. Khiết giờ này vẫn còn ho nhẹ thôi à, chứ không có còn hụ 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 như những cái đợt clip trước nữa. Trời ơi, Raspberry tea. Your action have resulted in common abundance. Kiểu giống như biết sao không? Cái năng lượng là không muốn thôi, chứ muốn là phải có. Kiểu giống như là không muốn hẹn hò thì nằm trường, kiểu như là không có open á thì các bạn không quan tâm gì hết. Nhưng mà một khi các bạn open rồi á, thấy nhiều đối tượng nha, năng lượng của các bạn tụ nhất trong cái lúc đó cũng hơi bị rich nha. Rich kid nè, rich girl, rich boy, kiểu giống như các bạn khá là đầy đủ về diện mạo, dung mạo, tài chính, vật chất, kiểu giống như là các bạn không thiếu gì hết trơn á, chỉ là thiếu niềm vui. Ông cũng vui nhưng mà cái phương diện là không có hẹn hò cho nên hơi chán. Cho nên cái năng lượng lúc này cái chỉ có hai cái từ thôi, hai chữ đầy đủ. Các bạn cảm thấy rất là hài lòng mọi thứ, chỉ là cần tô điểm thêm cái màu cho nó đỡ nhàm thôi. Leo rang, leo rang. Ok. Không nghe nhạc nữa ta. Sẽ xem tiếp cho mọi người nha. Bây giờ là thế này nè, cái phần tiếp theo á là Kiết sẽ cấp Kiết đã check cho các bạn năng lượng của các bạn sắp tới khi các bạn gặp được cái đối tượng bạn muốn hẹn hò rồi. Thế thì bây giờ là Kiết sẽ check cho mọi người về cái thời điểm các bạn gặp cái đối tượng đó là một nè, mô tả về cái đối tượng đó là hai nè, và thứ ba chúng ta sẽ xem thử cái kết quả, cái ý nghĩa và lời khuyên cho cái cuộc gặp gỡ đó ha. Rồi ok, vậy đi, chia làm 3 phần nha. Thời điểm các bạn gặp nhau thì nó như thế nào? Khi sẽ sử dụng bộ tarot này, khi sẽ chỉ sử dụng một lá duy nhất. Thời điểm các bạn gặp nhau, Seven of Wands, Seven of Wands, bảy gậy. Cái thời điểm này mà bảy gậy nữa thì cho Kít một cái cảm giác rằng là sớm nhất là tháng của cung sư tử, tháng của cung nhân mã và tháng của cung bạch dương. Tức là trong 3 cái tháng đó, và du di chút xíu về xung quanh những cái tháng đó thôi,
thì là cái tháng mà các bạn sẽ gặp gỡ những cái đối tượng tiềm năng để hẹn hò. Thì cho nên là Kit nghĩ rằng là sớm nhất sẽ là tháng của cung sư tử thôi mọi người ha. Tại vì nó mang năng lượng gậy, năng lượng lửa, thì những cái nhóm cung về lửa, những cái tháng về lửa sẽ là cái tháng mà cái trận đào hoa của các bạn được bố trí, được trang trải, được mở rộng. Tháng này mà lướt quét quét thì cũng có vẻ khá hợp lý. Tại vì gậy cũng cho Kit một cảm nhận giống như là mình giống như mọi người quét nhà cũng phải cầm chổi đúng không mọi người? Hoặc là mọi người hút bụi cũng phải cầm cái cây, cũng phải cầm cái chổi. Tức là sẽ có một cái vật dụng để mọi người cầm. Thì cầm ở đây tức là phải có một vật dụng nha, một cái cây, một cái gậy. Thì cho nên ở đây là những cái mùa của lửa sẽ là những cái thời điểm hợp lý để các bạn gặp có đối tượng bạn muốn hẹn hò này. Thì đó là đang nói về cái thời điểm, thời gian thôi. Thôi mình cho thêm một lá nữa đi. Kit ăn gian xíu. Kit sẽ hỏi về cái thời điểm mà các bạn sẽ gặp. Thời điểm hoặc nơi chốn, đúng không? Rồi nơi chốn nữa. Trời ơi. Thôi nó nghe nè mấy bạn. Cái thời điểm ở đây á, shower of abundance. Tức là có vẻ như là sau tháng cung sư tử thì là cái tháng của mùa thu á, cái nghĩa là mùa thu, có thể nó cũng rơi vào tháng 9, tháng 10 nữa. Nhưng mà nếu mà nói về cái mùa thu ở đây, cái mùa của cái triệu quả, của cái gặt hái, mùa vụ á, và cuối mùa thu á, thì cái nghĩ là sẽ là tháng 11. Tại vì nó cũng gần tới tháng của cung nhân mã. Cho nên cái nghĩ rằng là ngoài cái ba cái cung mà trong cái hệ lửa mà Kiết có đề cập, thì cái vẫn highlight nổi bật nhất sẽ là cuối mùa thu và sẽ là tầm gần tháng 11, gần cái cung nhân mã nhất. Thời điểm này nha, sẽ là có vẻ là nổi trội nha. Thì và một cái dữ liệu tiếp theo, cái dữ liệu của cái việc gọi là giờ giàu chưa, giờ đã đủ đầy đủ sung túc dữ chưa. Nhưng mà hiện tại cái năng lượng của bạn cảm thấy các bạn vẫn chưa đầy đủ, chưa sung túc á, thì cái mùa này cũng gọi là cái mùa gọi là gặp sơ sơ, gặp sương sương thôi. Chứ nếu mà các bạn đang cảm thấy mình đầy đủ, tôi hài lòng, thì các bạn sẽ gặp sớm. Mà hiện tại các bạn đang có, nếu mà các bạn trong giai đoạn này đang nghe cái trả bài này, đang có những cái áp lực, đang có những cái khuất mắc, đang kiểu giống như đang trải qua một cái giai đoạn nó không đầy đủ về mặt tinh thần lẫn vật chất á, và vẻ ngoài á, thì có vẻ như là vẫn chưa phải lúc các bạn gặp được. Nhưng nếu các bạn đang đầy đủ rồi, perfect, tôi cảm thấy rất là ổn định và hài lòng về mọi thứ, thì các bạn sẽ gặp sớm trong những cái mùa cung này. Và cái dấu hiệu đây là bạn phải đầy đủ về cả năng lượng ngoại hình. Hồi nãy Hèn Chi Khiếp nói đây prosperity, gọi đây là abundant, nó phải cảm thấy rất là giàu có từ bên trong. Phải giàu có từ bên trong nha. Mà kiểu người của bạn tưởng nhất không thích lệ thuộc ai, cũng không thích theo cái phương diện gọi là phải cần ai chăm sóc cả. Các bạn vẫn cảm thấy gọi là mình là đại gia cho chính mình rồi. Ok, thế đó. Thế thì đó là những cái thời điểm mà rõ ràng luôn á, mà các bạn sẽ gặp được cái đối tượng bạn mới hẹn hò. Thế thì bây giờ cái sẽ tới với cái việc gọi là cái đối tượng đó như thế nào, và cái địa điểm đi, có thể là những cái địa điểm gợi ý mà vũ trụ muốn cho các bạn biết để các bạn gặp được những cái đối tượng đúng đắn ha. Thực ra bạn muốn hẹn hò thì cũng nhiều lắm, nhưng mà cái đối tượng nào mà thực sự mà nó highlight, nó đem lại cho các bạn những cái niềm vui. Tại vì khi nói các bạn ở tuổi thứ nhất, các bạn là tìm những niềm vui mới, những cái bảng màu mới, nhưng không có nghĩa là màu nào cũng chấm lên. Các bạn biết pha màu, tức là bây giờ cái bức tranh này ở gam màu nóng thì cái điểm màu đó phải là màu nóng. Còn cái gam màu của cái bức tranh nó tối thì sẽ là những gam màu trung tính, gam tối. Còn bây giờ mà kiểu đó gì có hàng xóm. Còn bây giờ mà kiểu mọi người pha tùm lum la do thì không phải tính cách mọi người đâu, mọi người cũng khá gọi là cũng biết tô màu trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải là đè đâu mà vẽ bại không có. Để kiếp uống miếng nước. Hôm nay là ngồi là gãy lưng gãy tay luôn á. Không phải là gãy mà kiểu mình
trẹo á, mọi người xoay lum, họ xoay đây lấy bài, người xoay ở đây lấy trà sữa. Ok, vậy thì cái đối tượng đó trông như thế nào hả? Thôi dùng Lenormand đi. Coi bé mèo nói về cái đối tượng của các bạn như thế nào ha. Một lá Lenormand đi. Vậy thì cái đối tượng của các bạn như thế nào? Không có lật lên. Lật lên nó hết bí ẩn. Trời ơi, cái này mới quan trọng nè. Bộ Amira chuyên về đối tượng luôn. Thứ nhất, cái đối tượng của các bạn mà hẹn hò thôi nha. Như thế nào? Hai lá nha. Không có lật lên, chưa lật gì hết. Tiếp tới là cái Roman Angel nha mọi người. Chắc là các bạn đã quen thuộc với những cái bộ bài của Kid ở đây rồi ha. Tụi thứ nhất, đối tượng bạn muốn hẹn hò như thế nào? Mình xin tiếp về cái thời điểm đi. À, thời điểm rồi nhầm. Nhưng mà nơi chốn kiểu... Cái lá này sẽ là cái lá nói về nơi chốn nha. Địa điểm nha. Nơi chốn địa điểm. Để qua một bên. Rồi, bây giờ kết vô nha. Trời ơi. Child. Đối tượng của các bạn, năng lượng trẻ, trẻ trung. Ủa? Là sao? Thì không lẽ mấy bạn ở đây là... Ủa? Đừng nói mốt là sugar mama rồi, sugar daddy. Không, ý là các bạn chính là cái sugar mama, sugar daddy của ông ta chứ. Bởi vì Kit mới nói các bạn là đại gia của chính mình. Rồi đầy đủ lắm luôn á. Không, nhưng mà Kit cảm nhận cái đối tượng mà các bạn gặp Choi cũng mang cái vẻ gọi là một cái người, cái dáng vấp trông khá là trẻ con, cũng độ tuổi, cũng vừa đôi mươi. Sao thấy nhỏ nhỏ xíu à, tầm khoảng trẻ lắm thì chắc cũng còn đi học ha. Thôi nói chung là trẻ nhỏ xíu à, nhi đồng. Sorry mọi người ở đây mà kiểu như là mấy chị mà lớn lớn xem cái trả bài này, nếu mà các chị nghe thì là tất nhiên là cái đối tượng này sẽ trẻ trung hơn ở độ tuổi của họ, và ngoài ra là họ cũng kiểu giống như là tinh thần năng lượng trẻ, cái thấy trẻ lắm, cái thấy cũng còn ham chơi, cũng kiểu nói chung á, về nói này thì cũng hơi ngây, nó cũng sorry mọi người, nhưng mà cái chỉ cảm nhận cái lá Lenormand, lá Child này thì người này vẫn còn khá là mình nói là đối tượng hẹn hò mà. Mình đâu có nói là kiểu người này mình sẽ twin flame, soulmate rồi kiểu cưới nhau đâu, không có. Chưa chắc, chưa biết. Nhưng mà mình đang nói về cái người đó như thế nào. Thì Child, người này chắc là ưa chân đi nè mọi người. Đi đây đi đó rồi. Công việc, sự nghiệp thì cũng đang ở trong đà. Nó muốn được phát triển thôi nha. Kiểu làm thì ít á, mà chơi thì nhiều hơn. Làm cũng 4 phần, chơi thì 6 phần, nhiều khi chơi 7 phần luôn. Không, ý kiến là cái người này ok, năng lượng trẻ trung nha. Nói chung là mọi người hẹn hò với cái đối tượng này cũng có cái phương diện mọi người tạo được niềm vui, mà chắc người này có gì đó thú vị mọi người mới hẹn hò nè. Khi xem tiếp nha, mà bé mèo dễ thương. Thấy chưa, kiến nói là vui chơi thôi, playfulness, vui chơi dễ thương. Cái đối tượng hẹn hò này sẽ mang một cái màu sắc gọi là ăn uống chè ke, trà sữa, xem phim, kiểu nó cũng đúng là một cái kiểu hẹn hò theo cái phương diện vui chơi, gặp gỡ tân bần. Thật ra cái người này có vẻ như là sẽ có một cái chút xíu, nói về người này á, thì kết nghĩ cái người này là một cái người không có mấy. Cái đối tượng mà hẹn hò sắp tới của các bạn là họ có vẻ như thiếu thốn tình cảm gia đình thôi. Có vẻ như là họ cũng là một người rất là thích được gặp gỡ, chia sẻ. Và đặc biệt nha, cái đối tượng của các bạn là thích các bạn chững chạc hơn. Tại vì cái người này, cái tâm hồn của đứa trẻ mà, cho nên họ cần một cái bờ vai, họ cần một cái người chững chạc, họ cần một cái người lắng nghe. Thì các bạn có thể là một trong những cái người lắng nghe rất là tốt. Ủa sao nhạc đâu rồi?
Music. Music on. Music. Nhạc lên. Ủa nhạc sống lên vậy? Kỳ lạ ghê. Lên đây nè. Cái đối tượng hẹn hò này có vẻ như là khi thấy là sẽ mang về cái màu sắc á, là nói chuyện, vui chơi và chia sẻ. Nhưng mà khi thấy á, nó ở cái phương diện bề nổi nhiều hơn. Tại vì thật ra á, có đối tượng mà các bạn hẹn hò sắp tới á, họ có một cái vẻ ngoài trông khá là tỏa ra rất là nhiều năng lượng nha. Nhưng mà thực ra bên trong họ cũng có những cái mà hơi thầm kín, họ cũng ít khi chia sẻ. Họ sẽ là một cái người mà cho các bạn thấy được rằng là cái phần vui vẻ sôi nổi nhất của họ thôi. Cho nên cái giai đoạn đầu trong cái tương tác này với cái đối tượng hẹn hò này, các bạn sẽ tạo những cái niềm vui tiếng cười nhiều hơn. Và các bạn sẽ không kiểu giống như là đem những cái gánh nặng âu lo của cuộc sống cá nhân của hai phía, hai bên vào quá nhiều. Nó không có quá personal ở trong đây. Tức là cái người này sẽ tìm những cái thú vui để cả hai cùng trò chuyện, cùng làm, cùng vui. Ok, chứ đây không phải là một cái tương tác mà gọi là tới để chữa lành hay là kiểu sâu sắc, so deep. Tại vì thực ra đối với cái healing, nó rất là nhiều cách, rất là nhiều phương diện. Có thể là trò chuyện so deep, có thể gọi là trò chuyện tâm giao, tâm tình. Healing ở một cái phương diện khác cũng là cái việc các bạn vui chơi, các bạn thoải mái, các bạn buông xõa, các bạn gọi là không bị kềm hãm bởi cái tác động xung quanh, các bạn là chính mình, đó cũng là cách healing. Cho nên cái đối tượng này tới với các bạn, nó mang cái màu sắc gọi là giúp cho cả hai gọi là cảm thấy thân thuộc và buông xõa, open hơn, open mind, mọi người open mind ra. Tiếp theo nha. Cái này sẽ nói rõ hơn về cái đối tượng này nè. Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai gì trời. Mà nãy giờ là mọi người nhớ không? Kít nói mọi người là để Kít xào bài trước không có lực lên. Thì mà Kít nói nè, fun times, vui lên. Ý cái lá này là gì đây? Thôi chút từ từ tiếp. Fun times. Cái đối tượng hẹn hò này nói chung là vui vẻ nha. Thực sự là cái nơi chốn á, chắc cái lá này là cái lá nơi chốn, thôi lên luôn đi. Compassion, xanh lá hả? Love, đèn xanh. Cái nơi chốn đèn xanh ở đây, mọi người hiểu không? Mỗi lần mà chúng ta chạy xe mà đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Nếu mà đèn đỏ thì red flag. Nếu mà đèn thì phải dừng lại đúng không mọi người? Mọi người đó được phép gọi là chạy tiếp đâu. Còn đèn vàng á thì kiểu phải chạy chậm từ từ. Nhưng mà đèn xanh á thì cho Kiến một cái cảm giác rằng là tăng tốc, nó cứ chạy thôi, nó bật tín hiệu. Cái nơi chốn hẹn hò, Kiến nói trước sắp tới là nói chung là không ngừng nghỉ nha, liên tục hẹn hò đi chơi, gặp gỡ nhau thường xuyên luôn á. Wow, thế thì cái cuộc hẹn hò này nó có vẻ tới khá là nhanh. Các bạn sẽ có những cái chemistry rất là nhanh và cảm thấy rất là get in touch, theo cái phương diện là bắt sóng được nhau rất là nhanh luôn á, kiểu như có những cái điểm chung khá là thú vị. Màu xanh này nơi chốn Kit không có nghĩ là gì nó thiên nhiên đâu, tại vì cái fun time này cho Kit liên tưởng tới những cái hộp đêm, những cái nơi có nhạc, có vui vẻ, có thư giãn, rạp phim. Nó thiên về cái yếu tố outdoor đi. Ở Kit gọi là nó bên ngoài á, chứ nó phải không gian riêng tư nha, đừng nghĩ nhiều nha. Tức là các bạn sẽ thích hẹn hò gặp nhau ở ngoài. Nếu mà có hẹn cà phê thì các bạn cũng thích những cái quán mà nó không gian open bên ngoài. Ngoài ra cũng có những cái nơi hộp đêm kín đáo thôi, nhưng mà nó phải là đời sống night time, night life, về đêm ấy mọi người. Vậy thì có vẻ cái tương tác này sắp tới các bạn sẽ hơi mất ngủ chút xíu, có vẻ đi chơi hơi khuya. Trời ơi, tới bến luôn nè, đèn xanh chạy dữ dội luôn. Ăn người này thích tốc độ nha, cái người này khá là nhanh, cái bạn trẻ này nè khá là nhanh, kiểu giống như là thích tốc độ lắm, thích cái gì nó cũng phải nhanh rốt rẽ, nó hơi năng động á.
Nhưng mà liệu có tốt hay không thì tùy vào cái cảm nhận của mọi người. Nếu mà mọi người cảm thấy là enjoy, cứ vui vẻ, cứ chơi thoải mái thôi thì rất là tín hiệu tốt. Còn nếu là một người, bạn là một người rất là khá là chậm rãi chắc chắn, thì có vẻ đối tượng này sẽ theo hai chiều hướng. Nếu mà các bạn cảm thấy tích cực, họ sẽ giúp cho các bạn speed up nhanh hơn, open mind hơn, cảm thấy trẻ trung hơn, cảm thấy gọi là náo nhiệt, năng động, cảm thấy gọi là chịu chơi hơn. Còn nếu mà về cái phương diện tiêu cực chút xíu thì bạn thấy người này nhanh quá, kiểu giống như là bạn không có nắm bắt kịp và bạn cảm thấy rằng là nó không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, để lắng nghe nhau một cách sâu deep á, thì tùy vào bạn ha. Ok, khi thấy fun time nha, có đi dự những cái sự kiện chung, vui vẻ bạn bè trò chuyện. Nhưng mà thấy cái phương diện ăn mặc đẹp nha, tức là khi thấy các bạn sẽ trưng diện trong cái những cái nơi mà các bạn tới là nó kiểu khá là trưng diện á, tức là mọi người sẽ khá là đẹp và chỉnh chu về hình thức. Nhưng mà thế này, tại vì thực ra á, khi thấy cái người này á, nó vẫn còn có những cái khuất mắc. Các bạn mà đối tượng các bạn hẹn hò sắp tới nó vẫn còn những cái khuất mắc, và các bạn cũng cảm thấy là nó có thể gọi là không rõ ràng lắm. Nó mang một cái tính nào đó mà nó còn mà không phải gọi là mập mờ gì, nhưng mà mọi người sẽ kiểu giống như không có đặt nặng về cái việc đặt tên cho cái mối quan hệ. Các bạn chỉ cảm thấy là enjoy với cái chặng đường này thôi. Tại vì thực ra cái thấy cái đối tượng này và cái người này mà các bạn cái người này đối tượng này mà các bạn gặp á, kiểu như nó vẫn còn những cái vật chắn nào đó nó ngáng đường ở giữa cái cuộc vui, cái cuộc giao tiếp này. Thì khi nghĩ cái đối tượng của các bạn đôi khi là họ vì còn khá là trẻ cho nên đôi khi họ vẫn không có quá chín chắn, hoặc là họ cũng không gọi là chắc chắn lắm về cái đời sống tình cảm, họ cũng chỉ gọi là muốn relax, thư giãn cho một cái giai đoạn thôi. Còn bạn thì kiểu ok, tại vì tôi cũng đang chán quá thì tụi mình gặp nhau. Tức là ở đây hai bạn nó cũng chung một cái mục đích với nhau là cùng nhau làm bạn thôi, giúp nhau kiểu như là năng động hơn á. Ok, vậy thì Ký sẽ xem tiếp đi. Ok, cái lá này là gì đây? Cross your course. Trời, ngại quá không dám nói. Nhưng mà cái này là lá bài của Angel Michael nha. Ask Angel Michael to clear any old attachment to fear that stem from past relationship, freeing you from destructive patterns. Cut your cords. Nếu mà nói về cái việc mà bạn với cái tương tác này, mà đối tượng hẹn hò này nó mang một cái ý nghĩa nào, thì Kit chỉ cảm nhận được rằng là nó sẽ gặp nhau trong một cái giai đoạn ngắn, gọi là vui chơi. Tức là ví dụ đi, mọi người có khoảng mà giao tiếp với nhau trong vòng 1 đến 2 đến 3 tháng, nhưng mà các bạn liên tục gặp gỡ nhau, đi chơi rồi gặp tương tác các kiểu qua lại luôn, liên tục luôn. Các bạn là những cái người, bạn và cái người đối tượng đó là những cái người mà thích là làm liền 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 vậy đó. Đôi khi không cần hẹn hò trước, kiểu sắp lịch đâu, random bất chợt là đi luôn, là gặp luôn. Nhưng mà cái tương tác này nó mau tới với nhau, vui vẻ nồng cháy bùng hết cỡ, nhưng mà nó cũng lại đột ngột cái rụp, kiểu nó hơi tụt mood xíu về giai đoạn sau này thôi. Thì tại vì đây là đối tượng mà hẹn hò mà, thì Kiết nghĩ rằng là mình cũng nên open thoải mái, tại vì mỗi người chúng ta sẽ đặt một cái mục đích khác nhau trong cái giai đoạn năng lượng đó. Ví dụ mọi người chỉ muốn vui vẻ vui chơi thì mọi người sẽ gặp được một cái đối tượng tương tự thôi. Kết tin là các bạn có tuổi thứ nhất là cũng kiểu gọi là dám trải nghiệm đương đầu, mà các bạn cũng get over it khá là tốt thôi. Ok, bây giờ là Kết sẽ xem tiếp. Vậy là thôi, bây giờ Kết xem thêm cho mọi người đi. Vậy thì lời khuyên đi ha, cho cái tương tác này giữa bạn và cái đối tượng bạn muốn hẹn hò đó. Tập thể thao. Ê, body work, cái đúng là
người trẻ nha. Người này có một cái thân hình vóc dáng khá là cái hint nha mọi người. Khỏe khoắn, là năng động, trẻ trung, hơi nâu nâu nha, có vẻ cũng thích du lịch đó. Người này mang tinh thần rất là khỏe khoắn nha. Mặc dù nước da của họ dù có sáng hay tối nhưng mà nó khỏe, nó chắc, nó chắc chắn. Sorry mọi người, đang trả bài có cuộc gọi. Ok, thì khi xin tiếp tục. Có thể tự đang nói tới vóc dáng có một cái body rất là tốt. Người này ngoại hình khá là sexy nha. Hàng gì đúng là play with fire, chơi với lửa mà, thì nóng bỏng mà. Thì thôi mình cứ trải nghiệm thôi, không sao hết trơn á. Cứ vui vẻ thôi. Mà cái cảm nhận là cái người đó thích một những cái trang phục mà hơi mát mẻ nha. Cắt sẽ cut out, khoe được cái body rất là hấp dẫn của mình. Ok, còn ngoài ra thì Afana Abundant nãy giờ nó nói về cái việc mà gọi là các bạn cần nên làm gì á. Thì ngoài ra cũng nhắc nhở mọi người là hãy làm việc với cơ thể, với sức khỏe của mọi người. Kiểu giống như là không, thực ra cái ý nghĩa cho cái tương tác này nó nâng cao cái rung động, cái năng lượng lắm. Tại vì cái vỏ trái cây này Infinite Abundance thì cho Kid cảm nhận rằng là hai bạn support cho nhau về mặt năng lượng thôi. Kiểu giống như là cái hai gặp nhau rất là vui, cũng không có lo âu, cũng giống như là không đặt quá nhiều phiền muộn trong cuộc sống. Và các bạn gọi là người này truyền lửa cho mọi người cũng khá nhiều trong cuộc sống. Các bạn cảm thấy là nâng cao rung động vitamin, mọi người cảm thấy là có sức sống nhiều hơn. Và mọi người cảm thấy cuộc sống của mình nó bớt tẻ nhạt hơn rất là nhiều luôn á. Đó là ý nghĩa của cái tương tác này. Ok, vậy thì cuối cùng đi. Bây giờ ký cho thêm một lá nữa. Thôi hai lá đi. Về cái tương tác này sau tất cả thì nó là cái gì? Thấy chưa? Thì nói chung tạo niềm vui nhưng mà nó vẫn có những cái sự khác biệt khá là nhiều về quan điểm thôi. Đôi khi có những cái khoảng cách về quan điểm á, nó lại khiến cho các bạn cảm thấy không phù hợp. Nếu mà đi sâu và deep hơn về những cái giá trị cuộc sống thì cái thấy á, cái tương tác này vẫn chưa phải là cái soulmate hoặc là một cái năng cái tương tác là nó rất là quan trọng tới với cuộc đời của mọi người theo cái phương diện tình yêu đâu. Hồi nãy như Kit có giới thiệu tình cảm và tình yêu á, thì đây sẽ là một cái tương tác tiền đề và bước đệm để cho bạn cảm thấy vui vẻ, năng lượng tích cực hơn để các bạn có thể gọi là tiếp tục với cái hành trình tình cảm của mình sau này ha. Khi chị thấy nó chỉ là một cái giai đoạn ngắn thôi, tại vì cái lá Wallflower này thì cho khi thấy cái tiềm năng của cái tương tác này với bạn để trở thành một couple có danh chính môn phận á, thì nó không phải. Khi xin rất là thô mà thật, nhưng mà có sao nói vậy ha. Ok, lá cuối cùng cho mọi người trước khi kết thúc trải bài. Joy thôi mọi người, thấy chưa? Cười vui vẻ nhiều. Cái năng lượng của cái tương tác này đem đến cho mọi người niềm vui, sự enjoy. Cho nên cầu vòng nữa nè, trời ơi. Mình cứ cười vui vẻ với cái tương tác thôi. Không cần quá gọi là suy tính quá nhiều. Trong cái tương tác này càng vui vẻ mọi người càng cảm thấy năng lượng và cảm thấy tràn trề sinh lực. Ok, vậy đó là những gì mà Kit thấy được cho tụ thứ nhất. Rồi, nếu mà mọi người có yêu thích cái trải bài này của tụ thứ nhất, mọi người có thể donate cho cái hàng chứ cái tụ thứ nhất. Nhớ rồi, cái hình của mọi người chọn á, là cái hình đắt Don't care, một cái các bạn cũng khá gọi là thôi kệ, nhắm mắt, gọi là cứ enjoy đi. Thấy không? Ok. Rồi, nếu mọi người yêu thích cái trả bài này, mọi người có thể donate cho Kit qua cái tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Ngoài ra, mọi người có thể like và share cái video này để cho cái tỷ lệ được YouTube đẩy promote cho kênh của Kit tới với đông đảo mọi người hơn. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào những cái trả bài tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn ở tụ thứ hai. Rớt rồi. Rớt cái bìa. Đây là mọi người đã chọn cái tụ mà hình cô gái rất là Harajuku Ihaka Girl với cái mái tóc xanh và một bộ trang phục màu đỏ này. Và cái chủ đề của ngày hôm nay á, đó chính là cái chúng ta sẽ cùng gọi là
check xem thử rằng là bạn muốn hẹn hò và cái đối tượng hẹn hò của bạn sắp tới như thế nào, kiss cho xem lại vào tuần thứ hai. Và kiss mong mọi người thông cảm vì mặt của kiss hiện tại thì nó hơi rầu, nó hơi kiểu trầm xíu, tại vì vừa nghe được một cái thông báo là cái bộ bài mà kiss đặt á, kiss thích á, đã sold out mà mình chưa có kịp làm gì hết, sold rồi. Thì cứ muốn khóc, kiểu tức lắm mấy bà. Kiểu như là mà trong một nốt nhạc luôn mới thấy trước mắt. Xong rồi mình nhờ order giờ mình cũng chuyển tiền luôn rồi. Xong cái sold chưa kịp. Khóc. Ok, thôi. Kiss sẽ lấy những cái nỗi buồn riêng của Kiss để trở thành động lực, là một cái chất đốt để cho cái trải bài của tuổi thứ hai, giống như là cái hình ảnh của cô gái mà Ihaika Girl rất là mạnh mẽ, mặc dù là nhắm mắt như vậy nhưng mà cô gái vẫn thể hiện một cái sự tự tin và giấu vào bên trong và mạnh mẽ show hết cho thế giới thấy sự nổi bật của chính mình. Hy vọng đó cũng chính là cái năng lượng của các bạn thì sao. Ok, thì bây giờ là Kiss sẽ phân bố chút xíu về các cách trải bài của ngày hôm nay. Đầu tiên á, thì Kiss sẽ không có check năng lượng cho mọi người ngay thời điểm hiện tại đâu. Khác một chút xíu là cái trải bài của ngày hôm nay á, là Kiss sẽ check năng lượng của mọi người ở tương lai, ở cái thời điểm mà mọi người mà gọi là gặp cái đối tượng hẹn hò đó, thì các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng như thế nào ha. Rồi ok. Tự nhiên nghẹn ngào quá, xong rồi tiếng cổ họng nó có vấn đề luôn. Vẫn còn buồn. Trời, tao tức quá. Thích cái bộ nó lắm luôn á. Thôi kệ, thôi tập trung nè. Ok, Kiss sẽ check cho mọi người bằng bộ tarot mới. Sorry mọi người nghẹn quá. Kiss sẽ check cho mọi người bằng bộ tarot mới này và với ba lá bài tarot bộ Da Vinci để xem thử rằng là cái năng lượng của các bạn trong cái lúc, cái thời điểm mà các bạn gặp gỡ cái đối tượng hẹn hò đó như thế nào ha. Hãy gạt quá câu chuyện bộ bài đấy. Tập trung tổ 2. Tổ 2 ơi, hãy năng động lên, hãy truyền động lực cho Kiss để trả bài cho mọi người nhé. 4 lá luôn. Không phải là 3 lá nữa mà là 4 lá luôn. Năng lượng của bạn khi các bạn gặp được cái đối tượng hẹn hò của các bạn. Và Kiss nhắc lại nhé, đối tượng hẹn hò cũng mang một cái yếu tố gọi là Kiss chỉ nói là hẹn hò thôi, chứ còn cái việc mà đi được tới đâu á thì chúng ta sẽ check những cái trải bài khác. Và ở cuối cái phần đó Kiss sẽ check qua nữa. Đầu tiên là Kiss năng lượng, Kiss check năng lượng cho mọi người ở tụ thứ hai trong tương lai. Sorry, tụ hai tự Kiss bị mess up á, sorry. Bình tĩnh lại. Và sau đó Kiss sẽ check về cái năng lượng của cái người mà các bạn sẽ hẹn hò, bao gồm cả thời điểm gặp nhau nè, ngoại hình nè, địa điểm nếu mà trong trải bài vũ trụ có nhắc tới. Và cuối cùng là chúng ta sẽ xem thử rằng là cái ending, cái kết cục của cái tương tác này nó như thế nào, phát triển ra sao. Và Kiss sẽ cho một cái gọi là gì ta, lời khuyên cuối cùng từ vũ trụ đối với bạn ha. Ok, thôi không nói nhiều nữa. Ok, đầu tiên là Kiss sẽ lên lá ba gậy. Năng lượng lúc đó của bạn là ba gậy. Kiss có lá hai xu. Kiss có lá là dead, hình nhạy cảm cho nên Kiss phải che lại. Kiss có lá dead. Ôi, năm lá luôn mọi người. Chứ không phải là ba lá nữa. Ôi, không phải bốn lá nữa mà năm lá. Sáu xu. Và 7 ly, trời ơi, 7 ly nha. Ok, nếu mà nói về cái năng lượng của lúc đó mà ba gậy á, thì cho Kiss một cái cảm nhận thôi để Kiss cầm lên trước.
Ba gậy thôi, cảm nhận là cái trực giác của bạn cực kỳ tốt, cái năng lượng của cái việc nhìn người mà bắt hình dung của bạn cực kỳ đỉnh luôn. Một cái năng lượng ngay cái lúc đó của các bạn gọi là các bạn rất nhiều trải nghiệm rồi nhá. Khi thấy các bạn tụ thứ hai sẽ là những cái bạn mà trải nghiệm về mặt tình cảm, về mặt hẹn hò khá là đầy đủ kinh nghiệm. Còn nếu mà ở đây mà mọi người cảm thấy là ai mà chưa có quá nhiều kinh nghiệm thì tương lai sẽ có, hẹn hò sẽ nhiều, không biết sao mai một cái màu sắc của cái việc là tụ thứ hai sẽ hẹn hò cùng một lúc nhiều đối tượng. Chứ khi thấy, tại vì khi có cái lá 7 ly, năng lượng lúc đó 7 ly nữa thì khi chỉ nghĩ là bạn đang open nhiều option, khá là nhiều option tới cùng một lúc. Không biết sao, hơi trap. Năng lượng tụ ha. Hơi trap. Trap ở đây tức là không phải là năng lượng của cái người bên kia trap, mà năng lượng từ chính các bạn trap. Trap ở đây tức là bạn muốn gọi là open nhiều hơn, tìm hiểu nhiều người hơn trong cùng một lúc. Nhưng mà trên cái phương diện Kiết thấy, tại vì có một cái lá là ba gậy, cho nên Kiết thấy bạn cũng khá kỹ tính. Kỹ ở đây là mặc dù bạn rất là open mind nha, có thể là gặp nhiều đối tượng trong cùng thời điểm, nhưng mà nó cũng chỉ mang cái phương hướng gọi là giao tiếp thôi. Tại vì cái lá ba gậy ở đây một cái tầm nhìn về một cái vision. Có thể là các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm theo kiểu test á, các bạn sẽ test rất là nhiều với những cái đối tượng mà các bạn gặp. Cho nên có vẻ như là cái đối tượng hẹn hò của các bạn từ đây sắp tới á, sẽ mang một cái màu sắc là các bạn sẽ test nhiều hơn. Kiểu giống như là các bạn sẽ luôn, các bạn tụ thứ hai khá thông minh. Tại vì Kiết thấy có lá hai xu ở đây, cho Kiết mang cái, tại vì hai xu á thì Kiết cảm nhận là tung hứng qua lại. Tức là các bạn với cái người năng lượng sắp tới á, mà khi các bạn hẹn hò, các bạn sẽ rất là đặt nhiều câu hỏi cho đối phương. Kiểu giống như là một MC truyền hình, kiểu như đi phỏng vấn interview các kiểu. Ủa, gặp gỡ đối tượng hẹn hò mà sao giống như đang đi phỏng vấn xin việc vậy trời. Tại vì có cái lá đét là cho Kiết cảm nhận là bạn không muốn tốn quá nhiều thời gian vào những cái tương tác, nó không phù hợp. Và các bạn cảm thấy là các bạn sẽ interview trước để xem là cả hai có cùng tiếng nói chung với nhau hay không. Nếu như ở tuổi thứ nhất, Kiết hint chút xíu nha, cái năng lượng và cái câu chuyện của các bạn nó hướng về cái việc gọi là enjoy, vui vẻ, không có judgment, không có tính toán, cứ hết mình. Còn tụ thứ hai sẽ là cái việc, cái tụ mà gọi là có một cái năng lượng khá là trực giác, rất là mạnh mẽ, quyết liệt. Và đôi khi Kiết cảm những cái năng lượng lúc đó nó hơi lạnh lùng chút xíu, nhưng mà cái việc này vũ trụ nó lạnh lùng cũng là một khía cạnh tốt để cho các bạn có được một cái lựa chọn phù hợp hơn. Cho nên đối với tụ thứ hai, Kiết nghĩ cái năng lượng lúc đó sẽ là cái năng lượng của việc lựa chọn những tương tác phù hợp để bạn có thể tiếp tục, và các bạn không muốn tốn quá nhiều thời gian vào những cái tương tác cho bạn không có được một cái sự hứng thú hoặc là có một cái tiếng nói chung. Tại vì thực ra thế này nè, khi các bạn tìm được cái, những cái tương tác tiếng nói chung, các bạn sẽ mới bắt đầu mở lòng, mới bắt đầu cảm thấy là dạ tôi nên mở lòng với những cái lựa chọn đó. Thì Kiết nghĩ mặc dù bạn là đối tượng hẹn hò sắp tới cũng khá là nhiều. Kiết vui lòng Kiết đóng cửa sổ xíu, tạp âm ở ngoài. Kiết thấy năng lượng lúc đó của các bạn là 6 xu cũng kiểu giống như là sẽ đầu tư đúng đắn vào những cái đối tượng cần thiết, và hoặc là đầu tư đúng đắn hơn vào những cái tương tác lành mạnh, cho bạn cảm giác là phải có tiếng nói chung. Kiết chỉ cảm nhận cái tụ thứ hai là cái năng lượng của các bạn là thích tìm được tiếng nói chung và kiểu giống như là hợp gu á mọi người. Kiểu như là cái gu sẽ là cái ưu tiên hàng đầu của các bạn tụ thứ hai. Nó không giống như tụ một rất feel low nha. Tụ một là kiểu giống như là không cần biết như thế nào, chỉ cần tạo được cái màu sắc trong cuộc sống hết đơn điệu là được. Còn tụ hai là không có màu sắc gì hết trơn, tụ hai là phải hợp gu với tôi. Nhiều khi khác màu cũng được, nhưng mà miễn sao gọi là có tiếng nói chung, có đồng điệu, rồi có thể hòa trộn được hai cái bản màu một cách nó điều hòa nhất. Chứ không phải là kiểu nó quá cách biệt. Thì những cái bạn nào mà các bạn có vòng lựa chọn mà giống như vòng big team vậy đó, trong các bạn big team, các bạn có thấy
cái nhân vật đó không ổn thì các bạn nhẹ nhàng thoái lui. Năng lượng tụ hai cũng kiểu nói ít làm nhiều, với những cái đối tượng mà các bạn cảm thấy không phù hợp thì các bạn hơi im lặng. Ok, thì Kiết sẽ không check nhiều về năng lượng của bạn lúc đó nữa. Thì Kiết sẽ cảm nhận là các bạn khá là kỹ tính rồi. Tại vì có cái ba gậy đó là Kiết sẽ thấy là tầm nhìn của các bạn gọi là Kiết cũng phải nể phục các bạn luôn. À, tụ 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 hai. Ok, bây giờ Kiết sẽ vào cái phần tiếp theo là cái phần mà gọi là thời gian đi. Và Kiết sẽ xem thử là thời gian mà các bạn sẽ gặp nhau trong cái giai đoạn đó là khoảng giai đoạn nào ha. Cái này là thời gian giai đoạn ước tính thôi nha mọi người. Thời gian ước tính mọi người sẽ gặp được những cái tương tác này là như thế nào? Tại vì cái thấy khá nhiều đối tượng có tụ thứ hai cho nên không biết, bởi vậy lá bài nó lên rất là nhiều luôn. Hàng gì? Thật ra á, Kiết chỉ mong muốn có một cái lá tarot thôi nhưng mà nó lại lên hai lá. Cho nên tại vì nhiều đối tượng mà thì nó phải trải dài theo năm tháng. Kiết có cái lá là sáu gậy ở đây. Cho nên rồi lại là những cái mùa của những cái cung Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử, những cái mùa của những cái tháng cung đó ha. Và bổ trợ thêm là cái lá là Ten of Pentacles, 10 10 xu thì nó bổ trợ thêm cung đất. Sorry. Nó bổ trợ thêm cung đất ở đây, vậy là có vẻ như là cái mùa đỉnh điểm mà các bạn sẽ gặp được một cái đối tượng mà hẹn hò mà các bạn cảm thấy là hợp hợp ý nhất, ưng mắt á, gọi là ưng bụng nhất á, thì nó sẽ là rơi vào những cái tháng kết nối giữa những cái tháng cung đất với cung lửa. Thì cái tháng mà nó kết nối cung đất và lửa thì Kiết có cung kết nối, sinh kết nối giữa tháng 12 và tháng 1, đó là Nhân Mã và Ma Kết. Dạ, có vẻ là tháng 12. Tháng 12 tới đầu tháng 1. Thời điểm tiếp theo thì có vẻ sẽ là tháng của Bạch Dương và Kim Ngưu. Dạ. Và nó rơi vào khoảng tháng 4. Tháng 4 đầu tháng 5. Và tiếp theo sẽ là cái tháng của Sư Tử là tháng 8 và tháng 9, vì Sư Tử kết tiếp theo là cung Sử Nữ mà mọi người. Cho nên hãy để ý những cái tháng này nha. Nhưng mà cái tháng nó mang hơi hướng tụ cái giữa giữa nhiều hơn. Thì nếu mà để gọi là rút ngắn khoảng cách thời gian á, thì là tháng 12, tháng 4 và tháng 8. Ngoài ra thì cũng có những cái tháng như là tháng 1, tháng 1, tháng 5 và tháng 9, những cái tháng bổ trợ thôi. Ok, thì bây giờ là Kiết sẽ bắt đầu vô cái đối tượng hẹn hò của các bạn sắp tới. Thì bây giờ là tại vì các bạn nhiều đối tượng quá thì cho nên là Kiết sẽ rút gọn lại về không có cụ thể là cái đối tượng đó nó phải trông như thế nào, mà Kiết sẽ gói gọn về cái năng lượng của những đối tượng các bạn sẽ gặp nó mang màu sắc gì. Hy vọng ít lá là Kiết sẽ cho một lá thôi, nhưng mà Kiết sẽ không lật lên. Kiết sẽ đặt im lặng trên mặt bàn trước, sau đó lật từ từ nó mới hấp dẫn và thú vị. Để coi coi, Kiết sẽ xem tới cái phần mô tả cái đối tượng của các bạn và xem thử là trong cái phần này nó có nói về cái địa điểm hay không. Ok, bây giờ là Kiết sẽ xem thử nha. Bây giờ Kiết sẽ tới với cái phần địa điểm nha. Địa điểm các bạn sẽ gặp được những cái tương tác đó thì Kiết sẽ dùng cái lá bộ bài Angel Dream này, màu xanh này, để xem về cái địa điểm mà các bạn sẽ gặp những cái đối tượng này ha. Ồ, nhưng mà đặc biệt
Kia sẽ vì mọi người khá là nhiều tương tác cho nên Kia sẽ cho ba lá bài Amira này. Ok, nó hơi lộn xộn ở trên mặt bài nhưng mà thôi cứ mess around đi. Ý còn nữa chứ. Sao mà bỏ qua được cái bộ Roman Angel này được. Cái này sẽ là ý nghĩa tương tác và kết nối giữa bạn và họ. Ok, hơi nhiều bài rồi đó. Rồi, bây giờ cái xin lực lên trước sẽ là miêu tả về cái người đối tượng đó, cái năng lượng chung của tất cả những cái đối tượng mà các bạn gặp. Cross, dấu hiệu tôn giáo hả? Tại vì ở đây là hình cái bộ Lenormand là cái bộ bé mèo nằm. Nhưng mà thật ra cái cross này thì cái điều đầu tiên mà muốn nói với các bạn đó là những cái đối tượng này, một trong những cái đối tượng này là họ sẽ có đa phần nhá, Kiết nghĩ rằng các bạn là những cái người tâm linh trực giác tốt, cho nên những cái đối tượng hẹn hò các bạn và các bạn thu hút tới nhá, cũng là những cái người cũng có những cái trực giác, có những cái đức tin. Họ sẽ luôn nói về những cái giá trị cuộc sống nhiều. Họ gặp gỡ bởi vì họ muốn tìm hiểu sâu về đối tượng mà họ hẹn hò. Nó không có mang cái tầng nghĩa, cái đối tượng của các bạn mà gặp đó, nó không có cái nghĩa là họ gặp chỉ để vui chơi hoặc là để xõa, để quẩy hay là như thế nào trong một giai đoạn ngắn đâu. Thế thấy cái đối tượng ở tụ thứ hai nó cũng giống bạn, thích nói chuyện về những cái gì nó deep, nó hơi philosophy, nó hơi triết lý xíu. Cái người này hơi triết lý nha, có vẻ đọc sách cũng nhiều á, nhưng mà họ có một cái hệ thống niềm tin tâm linh về trực giác và đức tin, và họ luôn luôn nói với các bạn rằng là ôi, gặp nhau là duyên lắm đó, duyên phận. Ok, Kiss sẽ xem Amira đi. Thôi, không xem Amira đâu, Kiss xem lá Past Life chứ. How chữa lành. Ok, thế này, người này là một người có sức khỏe khá là tốt. Họ là một người rất biết chăm sóc sức khỏe của mình, sức khỏe tinh thần luôn. Họ là một cái người mà Kiết thấy bởi vậy rất là thích nói chuyện về triết lý, thích là nói chuyện về những cái việc mà gọi là chữa lành á, kiểu mà họ Kiết thấy là họ đọc nhiều sách hàng chứ đúng rồi, rất là healthy. Và cái chữ health này nó lại gợi ý cho Kiết về cái healthy lifestyle, vì có vẻ như công việc của họ cũng có thể là họ là làm bác sĩ nè, yêu thương động vật nha, bác sĩ thú y nè, hoặc là làm về dinh dưỡng nè, hoặc là thể hình cũng là một cái thiên về sự healthy mà thể dục, dụng cụ hay là kiểu như là có liên quan về những cái thể thao á. Kiết nghĩ cái người này có một cái vẻ ngoài nó khỏe, nó mang một cái phương diện là nó không quá mà gọi là như các bạn ở tụ thứ nhất. Tụ thứ nhất là cái body nó hơi hấp dẫn sexy, mà tụ thứ hai Kiết thấy là body, nói chung là Kiết không nói về body, Kiết nói về cái tinh thần của họ rất khỏe khoắn, và cái tinh thần của họ toát ra bên ngoài nó làm cho các bạn cảm thấy là mà người này nói chuyện rất là tích cực nha mọi người, kiểu giống như là họ rất thích họ luôn luôn phát ra một cái thần thái mà kiểu khỏe khoắn lắm kìa. Hoặc là không biết sao nữa, mỗi lần mà nhắn tin, ví dụ mà các bạn nhắn tin với họ đi, là họ lúc nào cũng nói là họ vừa tập gym về, hoặc là họ vừa đi thiền về, hay đi yoga về, hoặc là họ vừa mới tập thể dục thể thao gì đó về, hoặc là họ Kiết thấy là người này không biết sao họ cũng khá là có tài về ăn uống và thích ăn ngon, khéo tay, và cũng có sự nấu ăn ở đây nữa. Healthy lắm, hơi kỹ lưỡng nha. Nó tưởng hẹn hò gì mà sao giống như đang đi ở trong một cái lớp kiểu như các bạn giống như là muốn học một cái lớp dinh dưỡng và muốn đi học thiền, học yoga, xong gặp người này giống như thầy của các bạn vậy á. Thôi các bạn crush luôn. Ông nói chứ đó tưởng hẹn hò mà, để xem thử. Thấy chưa? Bởi vì khi mới nói merchantman, đa phần á, những cái tụ này á, là những đối tượng chững chạc không à mọi người. Chững chạc nha, rất là có phong thái của những cái người healthy, healthy hoài, phong thái của những cái người đỉnh đạt. Và cái thấy bởi vậy cái mới nói cái người ở tụ thứ hai đó thường mà hẹn hò là có một
cái sự ổn định về mặt tài chính vật chất và cả sự nghiệp lẫn cái tiếng nói của họ nữa. Họ là người không thích thích thông dong hẹn hò xung quanh đâu. Họ cũng giống như các bạn, muốn lựa chọn những cái đối tượng có tiềm năng về mặt năng lượng chung, về mặt năng lượng. Lý do tại sao có Kit có cái lá Twin Flame ở đây. Twin Flame này thì cho Kit một cái màu sắc là âm dương. Nếu bạn là một người có một cái nguồn năng lượng nữ tính thần thánh thì họ lại là một người có một nguồn năng lượng nam tính thần thánh hơn. Mặc dù cả hai cái thấy có điểm chung về mặt đức tin, về cái năng lượng thần thánh, nhưng có vẻ như cái trực giác của bạn khá là tốt và cái năng lượng nữ tính dịu dàng nhẹ nhàng của bạn chính là cái điểm thu hút cái đối phương này. Và cái đối phương này là một cái người mà rất là thích những cái nét mà nữ tính nha. Nữ tính tức là đây dù bạn nam hay nữ luôn á, thì cái việc nữ tính nó thể hiện ở cái việc là bạn là người enjoy nghệ thuật nè, thích đọc sách, thích vẽ tranh, thích ngắm ngắm hoa, cắm hoa, thích uống trà, thích pha trà, thích nấu ăn, rồi nói chung là những cái việc thể hiện về sự nữ tính, năng lượng nữ tính. Còn người này nam tính nhưng mà họ vẫn có được cái sự nữ tính bên trong mình, tức là họ thích thưởng thức những cái giá trị nghệ thuật, thích thưởng thức những cái giá trị nữ tính của người khác, nhưng mà vẻ ngoài của họ thì khá nam tính đó mọi người. Ôi trời, cái đối tượng này tiềm năng dữ rồi trời, người mới. Ở đó thường hẹn hò của bạn sắp tới không bao giờ mà các bạn gặp lại là hẹn hò với người cũ đó. New love, wow. Có vẻ như cái tương tác này nó có một cái sự tiềm năng về cái mặt phát triển sau này á mọi người ơi. Cái thấy rất đáng để mọi người, hèn gì mọi người cứ sàng lọc mãi, kiểu như là mọi người cứ gặp những cái tương tác hẹn hò nhiều, xong rồi mọi người gặp tương tác, xong rồi mọi cái trực giác mách bảo á, mọi người cảm thấy là đây không phải là cái đối tượng mà mình cảm thấy có một cái sự kết nối chung, hoặc là cái rung động của cái đối tượng, những cái đối tượng bạn gặp nó không cho bạn một cái cảm giác rằng là nó lung lay từ cái trong trái tim của các bạn. Bạn cảm thấy rằng là chưa phải là cái tương tác này, chưa phải là cái nguồn năng lượng này. Và bạn hay nói một cái câu là tôi không thích cái nguồn năng lượng này. Đối với những cái tương tác bạn gặp, thì khi bạn gặp được cái người năng lượng của cái mature man này, đúng đối tượng mature man, tại vì cái thấy là các bạn sẽ gặp một vài tương tác, nhưng mà sẽ có một cái tương tác người này phải trưởng thành và chững chạc, đôi khi lớn hơn các bạn khá là nhiều tuổi thôi, nhưng mà họ lại đem lại cho bạn cảm giác rất là an toàn, ấm áp và chia sẻ rất là nhiều kiến thức tới với các bạn tụ hai. Thôi bây giờ mình tới với cái phần đặc biệt hơn, để xem career change. Ok, thế thì Kit nghĩ á, có vẻ như bạn gặp hèn gì. Hồi nãy Kit mới nói một cái câu là giống như là bạn đi học một cái lớp nào đó, rồi người này là thầy của bạn. Nhưng mà career change này cho Kit cảm nhận là giống như là trong tương lai đi, Kit thấy giống như người này giống như là sếp mới của các bạn, là các bạn chuyển đổi công việc thì các bạn qua một cái môi trường mới, thì bạn gặp một cái người cộng sự hoặc là người sếp mới của các bạn, và người này cũng độc thân. Nó liên quan về vấn đề sự nghiệp ở đây, cho nên Kit mang một cái màu sắc là Kit cảm nhận nó cũng thông qua công việc. Vậy thì cái địa điểm ở đây thì Kit thấy nó cũng có thông qua lúc các bạn, một là chuyển đổi công việc, cái thứ hai là các bạn gặp được cái người này ở một cái nơi nào đó mà người này giống như lead, dẫn đầu một cái team, hội nhóm đó, hoặc là như Kit nói một cái người thầy giảng dạy hay là cái điều nào đó. Đó là đối tượng hẹn hò của các bạn đó. Cái môi trường này nó sẽ liên quan tới cái việc chuyên nghiệp. Tổ thứ hai khá là nghiêm túc. Và cái câu chuyện mà đối tượng hẹn hò này cũng rất nghiêm túc luôn. Ok, bây giờ Kiếp sẽ xem bằng cái này nha. Cái này mới cũng là những cái dấu hiệu mà khá quan trọng, là bây giờ Kiếp xin thông điệp từ vũ trụ trong ba lá là Roman Angel, để xem cái ý nghĩa và cũng như cái hướng phát triển cho cái tương tác này nó có những cái hint mà vũ trụ muốn nhắn cái gì nữa. Children, có vẻ như là các bạn tuổi thứ hai sẽ là những cái bạn có sự chín chắn về mặt độ tuổi, về mặt trải nghiệm nhiều ha.
Đôi khi một trong hai cái tương tác của bạn đôi khi cũng cả hai. Nếu mà ở đây các bạn là những người đã có những cái độ tuổi chín muồi nhất định rồi thì các bạn đã có những đứa đứa con, đứa trẻ. Còn đối với những bạn trẻ thì Kit thấy á, tại vì nó là twin flame mà cái màu sắc của hai đứa trẻ này thì cho Kit cảm nhận rằng là inner child, giống như đứa trẻ bên trong đi. Ví dụ nha, Kit gặp một đối tượng và tự nhiên khi Kit gặp và trực giác của bạn bắt đầu trigger lên. Ví dụ Kit gặp khoảng ba người trước đó đi, những cái buổi nào đó, thì đứa trẻ bên trong mới nhắn nhủ với Kit là bởi vì mà nó cũng thích bạn này, thì kiểu như cái năng lượng của cả hai các bạn có mách bảo là nó không có, không phải là đúng đối tượng đó. Và khi mà các bạn gặp được cái đúng cái đối tượng mà các bạn cần phải mở lòng á, thì đứa trẻ bên trong sẽ mách bảo kiểu mà tôi thích bạn này nè, tôi thích cái nguồn năng lượng này. Cái lá children này cũng đang nói về cái việc đứa trẻ bên trong sẽ mách bảo bạn đúng cái đối tượng trong tương lai các bạn sẽ hẹn hò. Thấy chưa, let your friends help you. Một vài tương tác ở đây có sự mai mối nha mọi người. Support nữa, và đặc biệt cái thấy á, cái tương tác này được vũ trụ support, được bạn bè các bạn support, được gia đình support, được những cái app support, nhưng mà cái thấy nó không thông qua quá nhiều về mạng xã hội đâu. Cái này nó thông qua cái việc mà gặp mặt trực tiếp nhiều, tương tác về việc gọi là thấy face to face nhiều á mọi người. Nhưng mà cũng có một vài tương tác được mai mối thông qua những cái người bạn bè làm mai cho nhé. Đôi khi thì cái nghĩa separation này, cái nghĩa là nó hơi lâu để các bạn có thể gọi là tạo nên một cái mối quan hệ chính thức. Tại vì thật ra, tại vì Kit nói biết sao không? Các bạn hẹn hò gặp gỡ nhiều người nó cũng đã tốn thời gian nhiều rồi. Và ở đây separation, Kit chỉ thấy là trái múi giờ một vài đối tượng hẹn hò ở đây nó ở xa các bạn nữa. Và người này đôi khi là họ phải di chuyển nhiều, hoặc là cái múi giờ của họ với bạn nó cũng khác nhau. Thì cho nên nó vẫn có những cái khoảng cách về mặt địa lý. Mà trên men tóc bạc bạc nó một vài bạn người nước ngoài. Một vài cái đối tượng hẹn hò sắp tới là người nước ngoài. Chúng sẽ xem tiếp. Thấy chưa, the ocean cách nhau cả đại dương luôn. Vậy thì cái khoảng cách, cái việc mà gọi là tương tác xa, hẹn hò xa nó cũng nhiều. Tức là các bạn sẽ không gặp gỡ, biết nhau thông qua mạng xã hội quá nhiều trước đó. Nhưng mà khi các bạn connect với nhau, các bạn trao đổi với nhau, các bạn tương tác năng lượng với nhau thì đôi khi đa phần là phải thông qua mạng xã hội. Tại vì thực ra các bạn có những cái khoảng cách về địa lý mà. Và đôi khi Kit cũng nghe được cái khoảng cách về độ tuổi, về trải nghiệm nữa. Thì đó là lý do tại sao cái tương tác này tới á, và hẹn hò lại giúp cho các bạn rất là nhiều trải nghiệm. Các bạn sẽ cảm thấy được học được người này rất là nhiều thứ. Địa điểm nha. Uống miếng nước nữa. Bồ công anh. Tại vì thật sự mọi người biết sao không, địa điểm này Kit cũng thấy giống như là cái hoa bồ công anh, mọi người thấy là cả một cái hoa nó rất là nhiều cái nhánh nhỏ đúng không? Khi các bạn thổi nó và khi gió thổi một cái là những cái nhánh nhỏ đấy tan ra và bay khắp không trung. Thì mà đã nói về cái địa điểm mà hoa bồ công anh nữa thì khi thấy là nó giống như là một cái việc, cái địa điểm nó mang cảm giác là gặp nhau khá nhiều nơi. Có khá nhiều nơi ở đây mang cái nghĩa là phải di chuyển, phải có sự di chuyển ở đây. Ủa là sao trời, thăm đến cái đoạn này kết bí nha, nó cũng là một ẩn số. Khi xin một cái thông điệp bổ trợ nữa, khi xin một thông điệp bổ trợ cho cái địa điểm là cái bồ công anh này. Tại vì nó có một cái từ từ khóa là sức sống, cho nên địa điểm thì Kit nghĩ rằng là nó ở một cái nơi nào đó nó phải nhiều nắng.
powerful. Khiết nghĩ cái địa điểm mà các bạn thường xuyên gặp nhau á sẽ là những cái địa điểm rất là nhiều nắng. Khiết thấy có đi du lịch chung, Khiết thấy có những chuyến đi ở đây, Khiết thấy có những chuyến đi nha, cho nên để ý. Và có ocean ở đây nữa, thì Khiết nghĩ là có thể một vài tương tác sẽ gặp nhau ở những cái chuyến đi chơi. Và đặc biệt cái dấu hiệu mà các bạn nhận ra được cái người đó, đó chính là hoa bồ công anh. Trước khi các bạn gặp được người đó, các bạn sẽ thấy những cái hình ảnh của hoa bồ công anh bay khắp nơi chẳng hạn ha. Ok, vậy thì Kiết sẽ xem tiếp tục một cái lá nữa. Kiết sẽ xin thông điệp từ cái bộ bộ này đi, Angel Gabriel đi. Thì để xem tương tác của các bạn sau tất cả nó sẽ như thế nào. Editor, pay attention to your dream. Chứ thấy thực ra ở đây nó cũng cần có nhiều sự nỗ lực rất là nhiều ha. Đối tượng hẹn hò có một cái sự cam kết và một cái sự nghiêm túc ở đây. Nhưng mà các bạn editor thì cho Kiếm một cái cảm giác là cả hai sẽ cùng tạo nên một cái cuốn sách về cái hành trình vượt biển để gặp gỡ nhau. Khi thấy nó khá là lâu để cho một cái tương tác hẹn hò này trở thành một cái mối quan hệ chính thức. Tại vì có vẻ như là cái sự nhộn nhịp bận rộn của cuộc sống đôi khi kéo cả hai vào cái guồng quay của cuộc sống, của công việc, của những cái bộn bề. Cho nên là đôi khi các bạn sẽ lãng quên nhau trong một vài thời điểm, nhưng mà sau đó các bạn lại cảm thấy được trigger, cảm thấy là có sự nhớ nhau ấy. Mọi người cảm thấy là muốn được gần gũi với người kia, thì Kiết thấy là sẽ có một cái sự di chuyển để được kết nối chung như về chung với nhau hoặc là gặp gỡ nhau. Nhưng mà Kiết thấy sẽ thông qua những cái kỳ nghỉ hoặc là chuyến du lịch. Tại vì Kiết thấy tụi hai những cái đối tượng hẹn hò mà thật sự dành cho bạn á là sẽ là một cái người khá bận rộn và đôi khi là có khoảng cách xa về địa lý thì sẽ rất là khó khăn để gặp nhau. Còn những cái đối tượng khác á, thì Kiết thấy á, cũng đa phần là những người cũng khá trưởng thành, nhưng mà để gặp được một cái tiếng nói chung này thì phải xem vào cái trực giác của bạn rất là nhiều. Đứa trẻ bên trong sẽ mách bảo bạn đúng đối tượng hay không, cũng thử thách ha. Tính ra tụi hoa cũng thử thách nhiều thì mới gặp được một cái đối tượng hẹn hò đúng đắn. Tội tụi hai quá, thôi cho thêm lá Roman Angel đi, cuối cùng đi ha. Calling your soulmate. Đây là soulmate của các bạn. Có lá twin flame và có lá soulmate và có lá children nữa, cho nên đây là cái đối tượng thật sự đúng đắn để các bạn hẹn hò và cũng giống như là take serious và nghiêm túc và đầu tư cho nó. Nhưng các bạn cần phải có một cái quãng thời gian thử thách để chứng minh được cái sự bền vững của cả hai dành cho nhau. Thôi tại vì Kiết chỉ nói là hôm nay cái đối tượng hẹn hò của bạn sắp tới như thế nào thôi. Thì Kiết có mô tả sương sương về ngoại hình rồi đúng không mọi người? Đôi khi cũng khá nhiều tuổi đấy, nhưng mà Kiết nghĩ trải bài tuổi thứ hai này nó mang hướng năng lượng nhiều hơn so với cái việc gọi là mình tập trung vào ngoại hình. Vì Kiết thấy cái đời sống hiện tại nó sẽ thu hút nhau bởi năng lượng, dù cái ngoại hình của cái người kia nó có long lanh như là người mẫu, nhưng mà nếu mà cái năng lượng bên trong toát ra nó không thu hút được bạn thì các bạn cũng không phải là người dễ mở lòng đâu. Bằng mở lòng bằng cái năng lượng, bằng cái tri thức, bằng cái kiến thức mà cả hai dành cho nhau thôi. Ok, tổ thứ hai là chuyên về năng lượng nhiều quá, thì các bạn cứ phát triển tiếp tục cái năng lượng trực giác của bạn đi. Kiết tin rằng là các bạn sẽ sớm thôi sẽ gặp được cái tương tác thật sự để hẹn hò một cách nghiêm túc nhất. Nhưng vẫn phải trải qua và trải nghiệm nhiều cái tương tác để cho bạn tìm tới được một cái bến bờ đúng đắn nha, tuổi thứ hai. Ok, Kiết cảm ơn mọi người ở tuổi thứ hai đã theo dõi và quan tâm những cái trải bài này của Kiết trên kênh Kitoan Tarot Channel, và hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo. Và nếu mọi người yêu thích những cái trải bài này của Kiết, mọi người có thể donate cho Kiết qua các tài khoản ngân hàng. Kiết sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Cái để thông tin ở dưới phần bình luận. Và ngoài ra mọi người có thể like và share để tỷ lệ mà YouTube push cái video này được lên xu hướng, được nhiều hơn nha mọi người. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo nhé. Và oh la la, bạn muốn hẹn hò chăng? Vậy thì cái tủ thứ ba là cái tủ mà các bạn đã chọn cái nhân vật cô gái tóc
So where này. Ok. Ok, Kate quay lại. Đây, mọi người đã chọn tủ thứ ba là cái hình ảnh này nhé. Đây, giống Kate quá mọi người ha. Thì đó là lý do là sao Kate chọn tủ ba luôn á. Yeah. Và đối với tủ thứ ba hôm nay á, thì cái màu cam này rất là nổi bật ha. Cái trải bài, cái chủ đề của ngày hôm nay là cái đối tượng hẹn hò của các bạn trong giai đoạn tới, trong giai đoạn tiếp theo. Thì với cái chủ đề của hôm nay là hẹn hò thôi mà, thì để xem thử cái đối tượng đó nó như thế nào, và để xem cái tình huống hẹn hò đó nó đi về đâu. Tại vì đối với Keith á, trong cái trải bài này, hẹn hò cũng giống như là mình có thể gặp gỡ nhau về mọi thứ, xong rồi sau đó chúng ta có thể quyết định được là chúng ta có thể làm bạn bè hay là phát triển thành một mối quan hệ. Thì cũng tùy vào cái năng lượng của cái tụ ba hôm nay để xem thử vũ trụ mà cái đối tượng tiếp theo mà bạn hẹn hò sẽ đi về đâu và như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng mô tả cái người đó trong trải bài của ngày hôm nay ha. Khi chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là hôm nay là Kit sẽ không check cái năng lượng hiện tại của mọi người nữa. Hôm nay Kit sẽ check cái năng lượng gọi là tương lai đi. Ví dụ như là mọi người hiện tại đang có đối tượng rồi á, thì nó cũng có thể là ứng nghiệm ngay cái hiện tại nha. Ok, năng lượng lúc mà các bạn hẹn hò được cái đối tượng mà các bạn sẽ gặp đó thì như thế nào. Sau đó là cái sẽ tới với cái phần tiếp theo là sẽ làm miêu tả về cái năng lượng của cái người đó, về cái dáng vóc, về ngoại hình, về mặt năng lượng bên trong. Sau đó chúng ta sẽ xem thử rằng là thời điểm các bạn gặp nhau và địa điểm các bạn gặp nhau nếu trả bài và vũ trụ có nhắc tới. Và cuối cùng là sẽ xem thử rằng là cái tương tác này có ý nghĩa gì và cái hướng phát triển của nó. Và sau đó cuối cùng sẽ là cái lời khuyên để cho các bạn trong cái giai đoạn đó khi các bạn gặp được cái đối tượng hẹn hò nhé. Ok, và cái sẽ sử dụng bộ Tarot Da Vinci mới này để cho mọi người ba lá về năng lượng của các bạn trong tương lai, trong cái thời điểm mà các bạn hẹn hò gặp gỡ cái đối tượng này. Và cái đối tượng hẹn hò này là sẽ làm miêu tả về cái đối tượng mà nó mang một cái dấu ấn, chứ không phải là những cái đối tượng mà kiểu giống như là nó không có đem khơi gọi lại gì cho mọi người hết. Tại vì những cái trải bài này nó sẽ mang một cái phần nào đó, một cái mảng ký ức để giúp cho mọi người cảm thấy ấn tượng mà. Ok. Tại vì Kit nói Kit 3 lá nhưng mà hiện tại 4 lá luôn, cho nên Kit sẽ check cho mọi người 4 lá ha. Năng lượng của bạn lúc đó gặp gỡ đối tượng hẹn hò này là 5 số. Ok. Kit có cái lá 10 ly ha, nhưng mà vẫn có 10 ly ở đây. Kit có cái lá Justice. Và Kit có cái lá 9 ly luôn. Wow. Công lý sẽ được thực thi, công lý sẽ xuất hiện trong tủ bài năng lượng ở tủ thứ 3 khi các bạn gặp được cái đối tượng hẹn hò đó. Tại vì Kit chỉ thấy cái 5 xu ở đây á, là mang một cái cảm giác là các bạn phải, tại vì Kit thấy thôi, có vẻ như là sắp trong cái giai đoạn đó, nó cái lúc các bạn gặp cái đối tượng hẹn hò đó là cái việc mà bạn không còn bị lo lắng về cái đời sống vật chất và công việc nữa. Tại vì 5 xu á, mặc dù á là một cái lá mà nó nói về những cái problem, về cái vật chất, về những cái gì đó, về sự mất mát hoặc là cảm thấy là những cái distress, nhưng mà Kit chỉ cảm nghĩ cái năm xu này là một cái giai đoạn mà bạn carefree, bạn vô tư về mặt tài chính, bạn không quan tâm nữa, bạn không có kiểu gọi là quá tập trung cuốn cuồng vào công việc hoặc là tập trung cuốn cuồng vào cái đời sống độc thân của mình quá nhiều. Và tại vì 10 ly là cái lá mà khơi gợi, tại vì ở đây á, 5 xu là cái việc mà các bạn tạm dừng lại hoặc là các bạn tạm không có focus vào cái việc tập trung cho sự nghiệp, đời sống cá nhân nữa. Tại vì cái thấy các bạn ở tủ thứ 3 chứ, là những cái bạn chỉ có thể tập trung được một thôi. Có thể là bài học của vũ trụ mà sắp xếp cho các bạn gặp được những cái đối tượng hẹn hò là tập được tính cân bằng, giống như cái lá Justice này, cái năng lượng tập được tính cân bằng, tức là bạn đã cho, bạn đã làm việc quá nhiều, bạn đã rất là chăm chỉ rồi, thì đã đến lúc vũ trụ muốn nói các bạn hãy focus hoàn toàn vào đời sống tình cảm. 10 ly ở đây,
Việc khi các bạn focus hoàn toàn vào đời sống tình cảm thì cái công lý thực thi nó mới được hiện lên, vũ trụ mới thực hiện được cho các bạn. Tại vũ trụ thấy các bạn kiểu giống như bận rộn quá, dù vũ trụ có offer cho các bạn bất cứ tương tác nào thì khi các bạn tập trung vào công việc, bạn sẽ chỉ nhìn vào một hướng thôi. Và nhiều khi cái đối tượng đó nó rất là ok nhưng mà bạn không có một cái sự mà gọi là đầu tư vào nó thì nó lại tiếc, nó lại ủ. Cho nên vũ trụ trong cái giai đoạn mà từ đây tới cái giai đoạn sắp tới á, sẽ cho bạn chăm chỉ làm việc. Nhưng mà nếu các bạn cảm thấy cái năng lượng của bạn chỉ đang muốn làm việc và focus vào công việc và làm mọi thứ để đôn đốc cho cuộc sống của mình thì đó cũng là một cái dấu hiệu nói về cái việc ok, hãy cứ tiếp tục đi. Và trong vòng có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, có thể nửa năm như thế nào đó, khi các bạn cảm thấy bạn đầy đủ đủ đầy về mặt công việc thì các bạn sẽ tới với bước tiếp theo. Cái năng lượng tiếp theo là cái năng lượng của cái việc đầu tư vào chuyện tình cảm. Và tự nhiên cái lúc đó cái luân xa trái tim bạn thôi thúc muốn gặp gỡ, muốn trao đổi, muốn kết nối về mặt năng lượng với một những cái đối tượng đặc biệt ha. Justice. Justice ở đây cho thấy năng lượng của đây là các bạn phải confirmation, các bạn phải nói được các bạn nói được ở đây tức là bạn phải khẳng định được rằng là bạn muốn cái điều đó trong cái giai đoạn đó, chứ không phải là 50-50 đâu. Vũ trụ muốn bạn phải say yes hoặc là say no. Nếu muốn chuyện được kết nối, gặp gỡ, hẹn hò thì các bạn phải hoàn toàn say yes với một cái sự mà gọi là mãn nguyện nhất. Gọi là gì ta? Đôi khi có một chút xíu hy sinh này, tức là bạn sẽ ít dành thời gian cho công việc hơn, có thể là nghỉ ngơi. Nhưng mà cái thấy cái từ đây là gọi là cái gì nguyện ta? Tự nguyện nha. Tự nguyện muốn cái điều đó chứ không phải là kiểu giờ sao cũng được, có mừng không thôi không. Vũ trụ muốn bạn confirmation, vũ trụ muốn cái năng lượng của các bạn ngay lúc đó khẳng định rằng là bạn đã sẵn sàng. Và thì lúc đó chính là dream come true. Bạn sẽ được offer được một cái ly đó mà các bạn đang tìm kiếm. Cái năng lượng ở đây là 10 ly trước nha, 9 ly đi sau. Tức là nếu mà 9 ly ở đây á thì là kiểu giống như là viên mãn, giống như là bạn đạt được một cái ly đó rồi nhưng mà bạn có 10 ly trước. Thì cái 10 ly này nó chỉ nói về cái cảm xúc, cái năng lượng bên trong các bạn đang tràn trề, đang thật sự rất là muốn kết nối, và các bạn nghe được cái tiếng gọi của đại dương kêu gọi các bạn rồi. Và lúc này 9 ly thì mới gọi là ok. Nếu mà các bạn đã thực sự muốn á thì vũ trụ sẽ lấy bớt một ly thì để cho các bạn đi tìm cái ly này. Ok. Đó là những gì mà năng lượng mà lúc đó trong cái giai đoạn đó mà các bạn có được ha. Bây giờ Kiết sẽ xem vào cái thời điểm mà các bạn sẽ có thể gặp gỡ, kết nối được với cái đối tượng hẹn hò này. Thì Kiết chỉ check bằng một lá tarot thôi để xem cái thời điểm đó nó rơi vào cái dịp nào ha. Rồi, cái phần đó không được. Một lá thôi. Ok, vậy thì cái thời điểm mà các bạn sẽ gặp gỡ được những cái đối tượng hẹn hò của các bạn đó là Strange. Sư tử hiện rõ luôn. Ủa sao nãy giờ toàn rơi vào cái tháng mà có Lion, có sư tử. Nhưng mà Lion and Cobra này thì Kiết nghĩ á, con sư tử thì đang rất là mạnh mẽ về cái việc mà gọi là hù dọa, đe dọa cái này gọi là gì ta, đối phương. Nhưng mà Kiết thấy Cobra rất bình tĩnh. Cobra có thể là lùi về một chút xíu nhưng mà Cobra vẫn giữ keep cool, vẫn rất là không hoảng sợ. Cho nên Kiết thấy cái thời điểm các bạn gặp là trong rắn ngoài dẻo. Nói chung là có một cái sự rắn và có một cái sự dẻo. Rắn thì Kiết cho cảm nhận về cái năng lượng của đất và khí. Yeah. Còn tại vì kiếm mà mài vào đất, tức là đất nè, cục đất nè, mình lấy kiếm hoặc là dao gì đó sắc sắc á, mình mài vào á, nó rất là cứng. Mặc dù ở đây á, chứ thấy có con cung Strange là cung sư tử mà ở đây số 8 nữa, tầm tháng 8 là tháng đầu tiên nha. Nhưng mà nó lại gợi ý cho Kiết ở đây là có cự giải, tháng có cự giải. Tại vì mặc dù là rắn mà sao cự giải được, nhưng mà tại vì Kiết nói là ngoài rắn nhưng mà bên trong
ngoài dẻo trong rắn, hoặc là trong rắn ngoài dẻo, tức là nó có sự conflict, contrast về cái mặt cứng và mềm. Thì những cái cung á, mà cái thấy mà cứng và mềm á, thì là có cung 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 Marcus. Tại vì Marcus là cái hình ảnh của gọi là nửa nửa dê núi là đất và nửa là nước là đuôi cá. Vậy là thời điểm các bạn gặp vào cung Marcus. Tiếp theo là cung cự giải, vì cự giải là nằm trong nhóm nước, nhưng mà cự giải là có một cái năng lượng của cứng cáp của con cua mà. Thì cung mùa cung cự giải. Có mùa của cung bọ cạp, cung bọ cạp cũng là cung nước luôn. Nhưng mà bọ cạp là có một cái sự còn cứng cáp hơn là cung cự giải nữa. Bọ cạp là kiểu cô giáo cung bọ cạp mọi người còn nhớ ha, rất là mạnh mẽ luôn mà. Thì nó là gợi ý cho Kit. Kit thấy từ nãy giờ Kit có nghe được thiên bình. Tại vì có cái lá Justice này nó cũng nói về thiên bình. Cho nên Kit nghĩ là đó là những cái thời điểm mà các bạn sẽ gặp. Vậy là tóm lại chúng ta có tháng 8 cung sư tử, có cung cự giải, có cung tháng có cung Marcus và có tháng cung thiên bình. Hết. Nó cũng khá rõ đấy mọi người, thì mọi người cứ để ý tập trung vào những cái dữ liệu này nha. Ok, đó là những cái tháng mà Kit nghe được, thấy được, thông cảm nhận thông qua cái lá bài này. Nhưng mà nó vẫn có một cái sự nào đó nó nghiêng về những cái tháng của vừa rắn vừa mềm. Tại vì cung sư tử nó là cả rất là cái năng lượng mà mạnh mẽ đó, nó lấn át quá nhiều. Thì Kit nghĩ cái xác suất mà gặp trong cái tháng mà của cung sư tử nó sẽ ít trội hơn so với những cái tháng của bọ cạp, cự giải và Marcus. Nhớ để ý nha, đặc biệt là cự giải. Ok, vậy thì bây giờ Kit sẽ xem vào cái phần tiếp theo. Chúng ta sẽ nói về cái năng lượng của người này, có thể là miêu tả về mặt bên trong năng lượng và cả vẻ ngoài của họ nữa. Và Kit sẽ sử dụng một cái lá bài trong bộ Lenormand bé mèo này nhé. Đồ đó bụng ghê. Chắc chắn trả bài này xong mình sẽ đi ăn. Năng lượng của cái người ở tụ thứ ba này, cái đối tượng mà các bạn sẽ hẹn hò. Trời mắc cười chứ. Hoa Lily, chú mèo Lily. Ủa, màu tím LGBT ở đây cũng nhiều nha. Tụ ba cũng nhiều bạn LGBT. Tại Lily và nói về cái năng lượng của cái người mà các bạn sẽ hẹn hò thì có vẻ như là hoa hả? Hoa Lily, hương thơm. Một người có một cái năng lượng gọi là mùi hương hấp dẫn. Người này tỏa hương. Cái dấu hiệu đầu tiên mà Kit nghe được về mặt vật lý thôi. Về vẻ ngoài, họ là một người khá là thơm. Clean cut. Nếu là nam á thì rất là gọn gàng, rất là clean, rất là đơn giản. Không phải là cái kiểu mà giống như tụ thứ nhất bụi bặm hay là trẻ trung sexy. Tụ thứ hai thì chững chạc quá. Tụ thứ hai thì cái năng lượng của những người đó hơi chững chạc, hơi lớn và có địa vị nhiều. Nhưng tụ thứ ba này Kit Lily thì Kit chỉ cảm thấy là mùi hương sạch, clean, và cho nên Kit thấy người này rất là ngăn nắp, gọn gàng. Một người có một cái sự nữ tính nhẹ nha. Dù là nam hay nữ nhưng mà không biết sao Kit vẫn cảm thấy một cái nét nữ tính toát ra từ bên ngoài họ. Nếu mà nữ, nếu mà bạn nam nghe trả bài này mà là nữ, mà cái đối tượng của bạn là nữ thì nó lại càng nữ tính gấp bội nữa. Mà Lily lại càng nữ tính gấp bội nữa. Những người nữ mà trong cái trả bài này mà nếu mà bạn nam đang tìm kiếm thì đối tượng đó, người nữ là có vẻ như thích mặc đồ hoa nè, thích cắm hoa nè, thích xịt nước hoa nè, thích những cái màu sáng sạch sẽ như là mặt trời đó, như đó hoa như mặt trời thôi. Còn đối với cái đối tượng hẹn hò của bạn mà là nam, còn các bạn là nữ hoặc là LGBT, nghe cái trải bài này, Khi chỉ cảm thấy người này là một người có một cái ngoại hình khá là bắt mắt, nhẹ nhàng, đơn giản thôi, nhưng mà toát lên cái sự nữ tính khéo tay. Họ có thể là có một cái cổ rất là thon, cái dáng họ thon nha.
nếu mà họ Kit thấy họ cũng có một cái dáng khá là không có quá muscle đâu, mà cũng khá là slim fit, gọn gàng. Phong cách ăn mặc của cái người này á, là chuộng những cái gam màu pastel, những cái gam màu trung tính, cũng nhẹ nhẹ như là hồng nhạt, là tím nhạt, màu kem, màu xám. Kiết không thấy cái vẻ ngoài của người này quá thích mặc những cái gì nó quá kiểu nó bị trầm nặng đâu, nó không quá chuyên nghiệp theo cái tụ hai. Đôi khi những cái người mặc suit, mặc những cái bộ vest comple màu tối, nó tạo vẻ nghiêm nghị, mà tụ thứ ba là tạo một cái vẻ nó hơi người này cũng có vẻ là thích tìm hiểu về nghệ thuật, có thể là họ làm nghệ thuật luôn. Màu tím thì cái cảm giác họ làm nghệ thuật, có trực giác tốt thì không nói rồi, nhưng mà họ là một người khá là thích lắng nghe, có vẻ như là họ có năng khiếu về âm nhạc, hoặc là họ là người có một cái gu về âm nhạc. Thôi nói nhiều quá rồi, bây giờ mình cho những cái lá gợi ý tiếp theo đi. Ok, bây giờ mình vô những cái phần gợi ý đi, cái này mới quan trọng nè mọi người. Bộ Amira, xem thử rằng là bộ Amira này sẽ nói chi tiết hơn về cái đối tượng mà bạn sẽ hẹn hò. Cứ cho ba lá Amira nhé. Thôi, sao tiếp. Và bây giờ Kiết sẽ tới với cái địa điểm mà các bạn gặp nhau. Cái nơi chốn hoặc là cái không gian á, mà có thể gặp nhau thì như thế nào, hoặc là tình huống. Rồi, một lá luôn, rớt ở dưới giờ phải lụm lên, nhưng mà Kiết sẽ để riêng cái lá này sau. Quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ có Roman Angel nhé. Miêu tả về cái đối tượng hẹn hò của các bạn tụ ba nhé. Miêu tả về đối tượng hẹn hò, năng lượng của các bạn tụ thứ ba nhé. Cái đối tượng của các bạn như thế nào nhé? Năng lượng hẹn hò của các bạn tụ thứ ba, cái người đó như thế nào? Cái sẽ để lộn xộn xíu trên cái bàn này, mọi người thông cảm nha. Rồi để xem cái ý nghĩa và có những cái sự kết nối đặc biệt gì ha. Và cuối cùng sẽ là cái lời khuyên mà vũ trụ muốn nhắn gửi tới các bạn nhé. Ok. Kiss xin đi vào Amira trước để miêu tả chi tiết về cái đối tượng này. Freedom. Một người tự do, một người thích khám phá, thích chu du, là một người có một cái tinh thần free will. Họ Kiết thấy có thể là họ đi du lịch nhiều ha. Am hiểu, khá là am hiểu về thế giới xung quanh. Đó đây. Single. Chúc mừng tụi ba. Thì cái người này là hoàn toàn độc thân. Cái đối tượng mà bạn hẹn hò là hoàn toàn độc thân, không có vướng bận gì hết về những cái đời sống tình cảm khúc mắc. Hai chiếc nhẫn luôn, Union. Wow. Cái người này thì Kit cảm nhận được rằng là một vài tương tác thôi, họ đã từng đeo nhẫn rồi. Nhưng mà cái nhẫn đó may mắn quá, tại vì có thể là họ trải qua những cái giai đoạn nó khó khăn về mặt tình cảm, hoặc là như thế nào đó họ là muốn độc thân, là họ muốn free will, họ lại muốn khám phá bản thân mình nhiều hơn. Nếu mà một vài Kiết có nghe được một đến hai cái đối tượng là họ đã từng kết hôn khá là sớm, sau đó là họ kiểu phát hiện ra bản thân mình còn có nhiều thứ để tìm kiếm, để muốn nhìn cái đôi mắt rộng lớn hơn ra bên ngoài, thì cái đó, miêu tả về cái đối tượng này, họ muốn tìm kiếm những cái tương tác có danh hiệu. Tụ thứ nhất thì không màng danh hiệu, tụ thứ hai là ban đầu không chú trọng danh hiệu nhưng mà về sau lại tạo được danh hiệu, tụ thứ ba là đặt vào liền ở cái việc là có phải có danh hiệu, tức là ở đây là họ đang tìm kiếm những cái tương tác thật sự nghiêm túc
họ cũng là một người khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Họ sẽ rất là đầu tư, cứ thấy cái người này sẽ rất là đầu tư về cái việc hẹn hò. Không như là cái bạn thuộc thứ hai là những bạn là tìm hiểu nhiều người cùng một lúc, hoặc là người kia cũng kiểu tìm hiểu nhiều đối tượng thì mới gặp được đối tượng đúng đắn. Còn cái đối tượng này thì kiểu giống như là họ thích freedom, free will. Bởi vì cái mấy người này free will ở đây tức là họ sẽ không có đặt cái goal lên hàng đầu đâu. Bởi vì Kipman nói họ là người thích khám phá tìm tòi mà. Những người thích khám phá tìm tòi tìm hiểu là những cái người mà gọi là không có biết được cái kết quả của cái việc tìm kiếm đó là gì. Họ phải đi thử để xem thử là trong đó có gì. Cho nên cái việc ở đây mặt họ rất là nghiêm túc với cái hành trình này. Họ là một người là đi tới cùng với cái lựa chọn của mình. Bởi vậy họ là người rất là thích đây đây luôn mọi người thấy không? Rất là đầu tư nghiêm túc vào những cái cuộc hẹn. Nếu mà họ không bỏ sức ra thì thôi, họ sẽ một khi họ đã bỏ sức rồi họ rất tập trung vào một mối quan hệ duy nhất trong một cái thời điểm đó. Họ không phải là kiểu giống như là lựa chọn này kia đâu. Họ là sẽ là một người lắng nghe theo được cái nhẫn này nè. Và cái union này cũng cho Kiếp một cái cảm giác là họ sẽ đi theo cái tiếng gọi trái tim thôi thúc nhiều hơn. Kiểu giống như là họ cảm thấy trái tim họ là thích các bạn, muốn gần gũi tương tác với các bạn là họ sẽ hẹn chủ động hẹn hò với các bạn thôi. Và những cái buổi hẹn hò này thì Kiếp thấy là tập trung ở những cái buổi tối lãng mạn, và người này cũng là một người lãng mạn. Để Kiếp mới nói là cái năng lượng của họ màu tím rất là nhiều, khá là nghệ thuật và tinh thần rất là lãng mạn. Và chính vì cái việc lãng mạn đó cho nên là đôi khi á, Kiếp thấy là họ cũng khá nhạy cảm về mặt cảm xúc. Họ sẽ rất là dễ rung động với những cái câu chuyện mà gây cảm hứng, và đặc biệt là họ thích đọc sách. Và đôi khi họ đọc sách là họ là có những giọt nước mắt kiểu, hoặc là xem phim họ cũng rất là feeling cái bộ phim đó và họ cũng dễ dàng rơi lệ. Mọi người thường nghĩ á, ủa rơi nước mắt là yếu đuối, không có. Cái những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt đồng cảm. Và bạn để ý nhé, họ có một cái đôi mắt khá là ướt lệ. Người ta hay nói cho những cái bạn mà có đôi mắt ướt lệ là những cái người đào hoa rồi lăng nhăng không có. Đối với Kid thì những người có đôi mắt sáng và ướt lệ kiểu như là lúc nào họ cũng sáng á, thì họ là những người rất là có lòng trắc ẩn. Kid thấy là 2222 ở trên cái màn hình. Đó là một cách nói mà vũ trụ đã sắp xếp cho các bạn bấy lâu nay để cho các bạn gặp được đúng cái đối tượng này. Không có mô tả quá nhiều về ngoại hình. Tại vì cái thấy ở đây á, họ không có quan tâm lắm về cái ngoại hình của các bạn nha. Họ thích về những cái gì đó nó tiềm ẩn, về cái sự thông minh sâu sắc, hoặc là về cái sự đồng cảm giữa cả hai về những câu chuyện chung. Bởi vậy mới có cái dating, mới uống ly rượu này nè. Còn cái ngoại hình của người này thì Kid đã cảm nhận được trước đó thì họ có một cái dáng slender, nó trông khá là nhẹ nhàng. Họ không phải là một cái người mà xuất hiện cái là gây choáng váng mọi người đó. Họ xuất hiện như những cơn gió hay là một dòng nước nhẹ nhàng, và bạn bị thu hút bởi những cái chiều sâu đó. giờ đến ba lá quan trọng nè. Roman Angel để củng cố hơn cho cái dữ liệu của cái tương tác này, của cái cuộc hẹn hò này. Tôi rung quá mọi người, tại tôi cũng chọn tuổi 3 luôn á. Gì đây? Trời ơi, sao nó matching dữ vậy mấy bà ơi. Ở đây là gì? Dating. Dating để làm gì? Gặp gỡ nhau, ăn uống dưới những ngọn nến ánh trăng. Mà ở đây có ánh trăng dưới ly nữa là có vẻ như là lãng mạn, càng chiều sâu và lãng mạn hơn. Và tại sao gặp gỡ nhau nó làm gì? Để tâm tình nè, nói chuyện để tìm hiểu biết về nhau chiều sâu hơn nè. Tự nhiên thấy cái hai bạn thu hút với nhau bằng eye contact, rất là thích nhìn vào mắt nhau. Ôi tôi nổi da gà luôn á. Trời ơi. So mad. Tự nhiên cái thấy đồng cảm ở đây sao trời.
hẹn sẽ gặp gỡ nhau để đồng cảm, để với cái thế là thích chuyện trò để có được những cái sự đồng cảm với nhau, để hiểu hơn về nhau. Họ rất là muốn hiểu về bạn và bạn cũng rất muốn hiểu về cái thế giới nội tâm của họ. Hai bạn gọi là chia sẻ với nhau một cách chân thành nhất luôn á. Mà cái thấy nha, những cái buổi hẹn gặp đầu là đã nhìn nhau ánh mắt đắm đuối rồi, kiểu như muốn chạm vào nhau, muốn bảo vệ che chở cho nhau rồi. Không có muốn bạn bị vỡ. Họ nhìn các bạn giống như là những cái vật dễ vỡ, ly vỡ, giống như những cái ly này nè. Họ thấy bạn mong manh dễ vỡ, không biết sao nữa. Thấy bạn khá mong manh dễ vỡ cho nên họ rất là trân trọng, cầm từ từ nhẹ nhàng. Và họ không có dám thúc ép các bạn đâu. Hên ghê. Khẳng định nha. Tại vì cái lá này là unrequited love, nhưng mà nó ngược. Ban đầu á thì cái không có xem oracle ngược, nhưng mà tự nhiên nó lại lên cái lá này ngược. Thì unrequited love này cho cái cảm giác ở đây á, nó không phải là một cái mối quan hệ một chiều đâu. Các bạn gọi là unrequited love thế này nè. Cái tương tác giữa hai và bạn, câu chuyện mà các bạn khám phá ra, tự nhiên các bạn bị bất ngờ. Câu chuyện chung kiểu là như nè, các bạn á, giống nhau ở một cái điểm là cho đi rất là nhiều trong chuyện tình cảm. Thường á là trong những cái câu chuyện tình cảm, bạn và họ giống nhau, tức là các bạn luôn luôn single way, tức là yêu thương một chiều á, kiểu như là đơn phương nhiều á. Tự nhiên lúc mình nói chuyện vỡ òa ra trời, sao giống nhau về cái mặt đơn phương vậy. Thì bây giờ đơn phương đã không còn nữa thì các bạn sẽ cùng phương với nhau. Như Kit nói nha, nếu mà cái lá này mà thẳng ban đầu in requited love á, thì nó sẽ mang một cái màu sắc gọi là tìm hiểu nhau xong rồi không thấy không hợp, rồi cái không còn chemistry để làm cho mọi thứ going. Nhưng cái này ngược lại, tự nhiên cái ban đầu á, nhìn vô là đã muốn chạm nhau rồi, và càng chạm là càng cảm thấy rằng là họ không muốn để cho những cái tình huống sau này nó giống như những cái trải nghiệm của họ đã trải qua. Họ muốn một lần để nắm giữ được một cái tình cảm đúng đắn, họ muốn một lần nữa để thực sự được nghiêm túc, được trải nghiệm, để được nâng niu cái giá trị tình cảm này. Cho nên các bạn tụ thứ ba rất là được trân trọng, và họ là một người rất là trân trọng cuộc sống luôn. Ok, xem tiếp. Luân xa xương cùng. Thực ra thế này nè, cái thấy á là cái tương tác này nó sẽ mang một cái màu sắc là trước khi gặp được cái người này, và cái ý nghĩa của cái tương tác này nó sẽ lọc cái năng lượng của cả hai. Có thể nha, trước khi gặp được cái tương tác này thì bạn sẽ lọc friend, gọi là lọc được cái tương tác, những cái tương tác xung quanh nó, kiểu giống như là ví dụ đi, các bạn sẽ có một giai đoạn các bạn rất là đào hoa, các bạn gặp gỡ rất là nhiều và cái tương tác tới rất là nhiều luôn, nhưng mà nó không nán lại, không giữ lại. Và bỗng dưng một thời điểm tự nhiên cái các bạn cảm thấy ủa sao tự nhiên không đào hoa nữa, thấy ủa sao không có ai vậy trời. Thì đó chính là cái dấu hiệu báo tin mừng là các bạn, là khi mà vũ trụ sắp xếp một cái kịch bản cho các bạn ít gặp gỡ lại, thì cũng chính là cái lúc mở ra cho bạn một cái kho báu luôn á. Nhưng các bạn phải chấp nhận ở cái việc là chịu một cái sự gọi là độc thân, hoặc là gặp những cái tương tác nó không đem lại cái sự lâu dài á, thì bạn sẽ rơi vào cái cảm giác đó một khoảng thời gian. Thì luân xa xương cùng mà, nó là nói về ở ngoài đây thì nó luân xa thứ hai, thì cái luân xa này đó nó các bạn phải luôn đứng vững và phải luôn có niềm tin vào cái điều mà vũ trụ đang dẫn lối. Thật ra đó nha, các bạn rất thu hút với nhau về mặt nghệ thuật, creative expression. Hai bạn đều có, bởi có những cái điểm chung về creative, về nghệ thuật, lòng trắc ẩn, sự rung động. Thì cái đó đôi khi người này làm trong ngành nghệ thuật nữa. Trời ơi,
Rồi nè, cứ nói rất nhiều về support, về angel, các thiên thần sắp xếp cái cuộc gặp này rồi, nó là định mệnh luôn nha. Nó là tự ba sao lời vậy? Thôi tôi đâu có muốn tôi trả cái trả bài này làm tự mình nó... Không, nhưng mà thật ra Kit có gì Kit nói vậy. Tại vì Kit, mọi người thấy không, có hình ảnh thiên thần ôm trái tim nè. Mà hai làng nước, hai bên gặp nhau nữa, là thiên thần đứng ở giữa soi sáng nhìn các bạn rất là nhiều. Cho nên các bạn hãy kiên nhẫn, kiên định và bình tĩnh, và hãy tin tưởng rằng cái đối tượng này sẽ tới với các bạn. Nhưng trước mắt các bạn hãy trải qua một cái giai đoạn nó hơi chút xíu, nó trầm trầm chút xíu. Các bạn cảm thấy là nó không có cái điều gì nó sáng quá về mặt tình cảm, thì đó chính là cái dấu hiệu mà vũ trụ báo cái tin mừng là họ đang trên đường tới. Nhưng mà cái này Kit nói về cái lá gọi là cái gì ta, cái địa điểm gặp á, angel. Ủa, địa điểm gặp là trong trái tim hả? Ủa là sao, nằm mơ hết trời? Ủa, địa điểm gặp trong mơ hả? Tại vì với cái angel này và cái lá này, Kit cảm nhận cái điều gì đó nó khá là lơ lửng. Lơ lửng nha. Muốn lại gặp trên mây. Không, thực ra các bạn sẽ gặp trong những giấc mơ trước. Kiểu như thấy quen quen á, kiểu dạng như là ủa sao thấy cái người này giống như trong đám đông. Kiếp cảm thấy là trong đám đông nha. Mắt chạm mắt nhìn nhau và tự nhiên có cái gì nó tia nó lóe lên á, cái không gian đông người gặp nhau, xong rồi tự nhiên thấy là trong 1.000 người hoặc là trong cái gì đó dòng người, tự nhiên cái hai mắt chạm vô tình, không phải là vô tình để mà tưởng thiên thần đẩy đẩy các bạn đi, xong rồi chạm click một cái cho hai bạn tự nhiên nhìn nhau, rồi trái tim tới trái tim. Địa điểm các bạn gặp nhau sẽ là trong một đám đông, trong một cái nơi khá là nhiều người, thì bỗng dưng cái hai ánh mắt chạm nhau. Oh wow. Thì để xem, nhưng mà nó lại có một cái sự thân quen trong tiền kiếp hay gì đó. Thì bây giờ mới có cái lá bass line này để coi tiền kiếp các bạn tại sao nó lại kết nối như vậy. Orphan nó về những cái đứa trẻ lang thang, những cái đứa trẻ mồ côi, nó về cái sự cô độc hàng chì hàng gì. Kiếp mới nói là trước khi gặp đối tượng này các bạn sẽ cảm thấy nó hơi cô độc chút xíu. Mà có vẻ như là tại sao có liên hệ về mặt tiền kiếp, có sự chia cách với nhau trong kiếp sống trước. Và vì cái sự chia cách này, các bạn cam kết về mặt linh hồn là các bạn sẽ tìm lại nhau ở trong cái kiếp sống này. Hèn gì khi mà các bạn gặp nhau lần đầu tiên, mắt chạm mắt là các bạn đã nhận ra được đó chính là cái đối phương rồi. Thoáng nhìn thôi, cái ánh nhìn là đã hiểu. Và đó là lý do tại sao họ rất trân trọng và muốn chăm sóc các bạn tuổi thứ 3. Tuổi này đẹp dữ vậy. Đó tượng hẹn hò là soulmate. Cuối cùng là cái lá lời khuyên của vũ trụ, hãy ưu tiên lên những cái điều bạn khao khát hàng đầu trong lúc này. King Solomon. Vũ trụ đang muốn nói với các bạn rằng là hãy ưu tiên cái cảm xúc của mình, và hãy ưu tiên cái việc nào mà các bạn đang muốn manifest nhất. Thì nếu các bạn đang muốn manifest một cái đối tượng hẹn hò mà thực sự nghiêm túc, mà gọi là mang một cái đối tượng soulmate này, thì các bạn phải chịu khó kiên nhẫn vượt qua được cái giai đoạn nó hơi một mình chút xíu. Có vẻ liên quan về sự chờ đợi về khoảng thời gian thôi. Nhưng mà Kit nghĩ rằng là trong cái lúc thời điểm này á, khi mà các bạn cảm thấy yêu thương đủ đầy bản thân, thì người ấy á, cái đối tượng hẹn hò sẽ tới ở một cái không trung, trong một cái khoảng thời gian mà ở một cái chốn đó các bạn ánh mắt chạm nhau, thì một cái chương mới bắt đầu mở ra. Thì chúng ta hãy cùng nghe vào những cái trả bài sau ha. Ok, đó là những gì mà Kit nghe được ở cái đối tượng hẹn hò của các bạn tụ ba này, hơi deep xíu. Thì hy vọng mọi người yêu thích cái trả bài này. Nếu mà mọi người cảm thấy nó đúng với mọi người thì mọi người hãy like, subscribe và cũng giống như là donate cho Kit. Kit sẽ để thông tin ngân hàng của Kit ở dưới phần bình luận. Mọi người cứ hoan hỷ donate nhé. Ngoài ra nếu mà mọi người cảm thấy là mình nghe cho vui, vừa nghe vừa ngủ, thì mọi người cứ bật cái video này nghe cho nó chạy đi, không sao hết. Thì ủng hộ Kit là Kit vui lắm rồi. Ok, đó là những gì Kit muốn chia sẻ thông qua những cái trả bài này. Hẹn mọi người vào những trả bài tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.